Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 129. Tộc trưởng thấy ngọc bội vô cùng phi phàm thì cười nhận lấy rồi đưa cho một người bên cạnh nói, cậu cầm nó và thư, cưỡi con lừa duy nhất trong thôn đến Trương Thành một chuyến. Người nọ gật đầu, giơ tay nhận lấy rồi đứng dậy chuẩn rời đi. Ngô Bình hỏi, tộc trưởng, chuyến này các người muốn đi bao lâu? Có thể đi nhanh một chút không? Tộc trưởng cười nói, con lừa đi không nhanh, nên ít nhất cũng phải mất 10 ngày. Ngô Bình, 10 ngày cũng được, nhưng tôi không muốn ngồi đợi, có thể tìm mấy người lên núi chơi với tôi không? Tộc trưởng cười đáp, đương nhiên là được, cậu thích đi đâu thì tôi có thể cử người đi với cậu. Cứ thế, Ngô Bình dẫn theo 4 gã thợ săn to con trong thôn đi thẳng đến một ngọn núi hoang ở phía đông. Anh cũng không muốn thật sự leo núi, mà là tìm thử xem nơi này có thảo dược hay không. Bỗng dưng đi đến thế giới này, tu vi mất hết, không có sức bảo vệ mình. Mà muốn nhanh chóng tăng thực lực lên thì có thể tìm được thảo dược. Tuy 4 gã thợ săn đầu óc ngu si nhưng đều là những thợ săn giỏi. Chưa đi được bao xa, họ đã bắt được 3 con gà rừng và 1 con heo rừng. Đi đến giữa sườn núi, Ngô Bình bỗng dừng lại. Anh thấy một cây hoa màu tím mọc giữa một đống cỏ dại, cũng không bắt mắt. Ngô Bình đến người thử thì lập tức sáng mắt, hỏi muốn một con dao từ một tay thợ săn. Thợ săn không muốn cho anh, nhưng thấy dáng vẻ gầy yếu của Ngô Bình cũng thả lỏng cảnh giác, rút dao để xuống bên cạnh Ngô Bình. Ngô Bình cầm lấy dao, cẩn thận đào đất. Chẳng mấy chốc, anh đã đào ra một cái củ màu trắng giống cục đá tỏa ra một mùi thơm ngát dưới gốc cây hoa màu tím kia. Mặc dù thợ săn thường xuyên đi lại trong núi, nhưng đến giờ vẫn không chú ý tới loại hoa màu tím kia, chứ đừng nói đến rễ cây của nó. Một tên thợ săn hỏi, nhóc con, đó là thứ gì? Ngô Bình cười đáp, thứ này có thể nấu cháo uống, khá là thơm. Thợ săn cười, thứ gì cũng không bằng bỏ thêm một miếng thịt. Ngô Bình không để ý tới gã, dùng vải gói kỹ củ rồi tiếp tục lên đường. Lần này, anh thấy được một cây thấp bé trong khe đá, trên cây tràn đầy quả trông như những trái nho to mọng màu đen, từng chùm, tổng cộng 10 chùm. Ngô Bình hái xuống một chùm ngắm nghía rồi hái hết xuống bỏ vào cái rổ trên người. Thợ săn hỏi, này, đây là một loại quả dại. Chúng tôi gọi nó là quả ê răng, cực kỳ chua, cậu ăn nó làm gì? Ngô Bình cười nói, tôi thích đồ chua. Cứ thế, cả buổi chiều anh đều quanh quẩn trên núi và tìm được 17 loại dược liệu. Anh định tìm tiếp nhưng các thợ săn đã săn được rất nhiều con mồi, thật sự không xách nổi nữa nên Ngô Bình chỉ đành trở về. Sau khi trở về và ăn một bữa tối phong phú với tộc trưởng, anh bèn về phòng. Trước khi trở về, anh muốn một cái ấm nấu thuốc và một vài dụng cụ đơn giản. Đóng cửa phòng. Anh cắt nát 12 loại dược liệu bỏ vào thùng gỗ rồi đổ đầy nước sôi. Đợi đến khi nước ấm, Ngô Bình bèn ngâm mình bên trong, sau đó lần lượt ăn mấy loại trái cây, củ dược liệu. Những dược liệu đó chưa trải qua tinh luyện nên chúng không đắng chính là chua, có số còn có tác dụng phụ. Nhưng Ngô Bình cũng không có cách nào, giờ anh không thể luyện đan, chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất hấp thu dược liệu. Lúc ăn trái cây, Ngô Bình bị chua đến ê răng. Đúng là không hổ với cái tên quả ê răng. Có điều, nó lại có khả năng loại bỏ độc tố, giúp anh gia tăng thể chất và sức lực. Tộc trưởng ở ngoài cửa nghe lén một hồi, chỉ nghe thấy tiếng nào ào ào nên cho rằng Ngô Bình đang tắm bèn lắc đầu lẩm bẩm, người trong thành đúng là bầy vẽ, trước khi ngủ còn phải tắm rửa. Khi nước trong thùng lạnh đi, Ngô Bình bèn bước ra. Lúc này, làn da của anh đều đỏ bừng, trong cơ thể có vài luồng dược lực lao nhanh. Anh lại ăn một cái rễ cây rồi khoanh chân ngồi xuống luyện khí. Trước đó, Ngô Bình đã thử luyện khí ở thế giới này và khó khăn hơn thế giới kia. Nếu không dùng sức mạnh bên ngoài thì hoàn toàn không thể thành công luyện khí trong thời gian ngắn. Vì vậy, anh đã dùng sức mạnh của dược liệu đã luyện khí. Chỉ có luyện khí thì mới có thể đối phó với đám thôn dân dã man kia. Ngô Bình cố gắng kiểm soát dược lực vận chuyển trong kinh mạch. Đợi đến hừng đông anh mới miễn cưỡng đả thông kinh mạch đầu tiên. Tuy chỉ có một cái lại khiến Ngô Bình thay ra đổi thịt, sức lực và ngũ giác lục thức cũng mạnh hơn rất nhiều. Sau hừng đông, khi anh vừa đẩy cửa ra thì gã đàn ông to con trông chừng ngoài cửa chợt sửng sốt,
đánh giá Ngô Bình từ trên xuống dưới vài lần mới nói, lạ ghê, sao tôi cứ cảm thấy cậu như thay đổi thành người khác vậy? Ngô Bình cười nói, có thể là do tôi tắm rửa đó. Hai ngày không tắm, trên mặt có bụi. Gã gãi đầu, hóa ra là vậy. Ngô Bình duỗi eo hỏi, buổi sáng ăn cái gì? Gã đàn ông đáp, buổi sáng chúng ta không ăn, giữa trưa cùng nhau ăn. Ngô Bình ồ một tiếng, vậy làm phiền anh bảo bốn anh trai hôm qua đến đây, tôi muốn lên núi đi dạo. Gã đàn ông kia nói, được, tôi đi gọi họ tới. Một lát sau, bốn gã thợ săn hôm qua đều đến. Họ tức tối nhìn Ngô Bình, một người nói, nhóc con, cậu có bớt đi không? Lẽ nào ngày nào cũng bắt chúng tôi lên núi với cậu hả? Ngô Bình, mấy anh trai, bình thường các người không đi săn hả? Một khi như vậy, tôi và các anh cùng nhau đi săn không được sao? Ngô Bình vừa nói ngược lại thì họ chợt cảm thấy khác hẳn. Trước đó là họ lên núi cùng Ngô Bình, giờ lại là Ngô Bình đi theo họ lên núi săn thú. Bốn gã đàn ông anh nhìn tôi nhìn anh đều cảm thấy để Ngô Bình đi theo lên núi săn thú cũng không sao. Vì thế, một người trong đó mở miệng nói, được rồi, vậy lát nữa cậu đi theo chúng tôi lên núi. Khi mặt trời lên cao một chút, sương mù tan đi, bốn người bèn vào núi. Ngô Bình đi theo sau bốn người kia, khiêng con mồi giúp họ. Lần này, họ thay đổi một ngọn núi khác, Ngô Bình vừa đi vừa tìm kiếm thảo dược. Cách làm ngày hôm qua mang lại hiệu quả khá tốt, anh đã luyện khí thành công, mở ra được một cái kinh mạch. Hôm nay, Ngô Bình muốn tìm kiếm nhiều thảo dược hơn để đả thông thêm nhiều kinh mạch. Ngô Bình đã nhìn kỹ rồi, toàn bộ thôn không ai đạt tới luyện khí cả. Chỉ cần anh có thể đả thông ba cái kinh mạch thì cả thôn cộng lại cũng không phải đối thủ của mình. Anh đã đả thông kinh mạch nên sức lực cũng mạnh hơn rất nhiều, đi lại trong núi như bay, bốn gã thợ săn không để ý, Ngô Bình đã biến mất. Họ lập tức hoảng sợ vội vàng tìm kiếm khắp nơi. Ngô Bình đã sớm chạy đến một ngọn núi khác, dùng cái cuốc mượn được tìm kiếm thảo dược trên núi. Lần này, hiệu suất của anh đã cao vì ngũ giác lục thức càng trở nên nhạy bén, tìm kiếm cũng nhanh hơn. Mặt trời xuống núi, bốn gã đàn ông mặt mày ủ rũ về thôn nhưng bên cạnh lại không có bóng dáng Ngô Bình. Tộc trưởng đứng ở cửa thôn chờ họ, thấy Ngô Bình biến mất thì hoảng sợ hỏi, thằng nhóc kia đâu? Đám thợ săn đồng loạt thở dài, một người mở miệng, để cậu ta chạy mất rồi. Tộc trưởng đang định chửi bọn họ bỗng ngây người, ánh mắt nhìn về phía sau đám thợ săn. Chỉ thấy, Ngô Bình khiêng một cái túi lớn bước đi như bay xuống núi rồi tiến đến trước mặt tộc trưởng, nhếch miệng cười, tộc trưởng, tôi và bốn anh kia đi lạc, may mà tôi nhớ đường tự mình trở về được. Tất cả mọi người đều ngây người, nghĩ bụng lẽ nào tên nhóc kia bị úng não? Nếu đã chạy thì sao còn trở về? Ngô Bình nói, tộc trưởng, có thể chuẩn bị một cái thùng gỗ lớn hơn cho tôi không? Tôi muốn tắm bồn. Ngây người một lúc, tộc trưởng nặn ra nụ cười, nói, không thành vấn đề. Chàng trai như cậu là người có danh dự, rõ ràng có thể bỏ chạy, nhưng cuối cùng cậu vẫn quay về. Tôi quyết định, kể từ bây giờ, chúng ta không coi chừng cậu nữa. Rõ ràng tộc trưởng không phải có lòng nhân từ, mà là cảm thấy Ngô Bình đủ thông minh, chắc chắn sẽ không bỏ trốn, nếu không anh sẽ không quay về. Ngô Bình cười nói, cảm ơn tộc trưởng, nếu tôi đã đồng ý giúp mọi người kiếm tiền thì sẽ không bỏ đi trước. Thậm chí tộc trưởng cũng có phần cảm động, ông ta khẽ vỗ vai Ngô Bình, anh đúng là đứa trẻ tốt. Những người khác cũng rất cảm động, thậm chí cảm thấy Ngô Bình càng lúc càng nhìn thuận mắt. Vì vậy, Ngô Bình được đổi sang một căn sân viện lớn hơn. Để chăm sóc tốt cho Ngô Bình, tộc trưởng cử ra vài người đến chăm sóc cho anh. Sân viện rất rộng, vốn dung là để dùng khi cháu trai tộc trưởng lấy vợ, hiện tại thì tạm thời để cho Ngô Bình. Rất nhanh sau đó, một cái thùng gỗ lớn nhất trong cả thôn, là dụng cụ tắm rửa do một thợ mộc trong thôn mới làm ra, được đưa vào trong sân viện Ngô Bình. Có một thím đến nấu nước cho Ngô Bình, sau đó lại quét dọn sân viện, làm cho anh cả một bàn đồ ăn ngon miệng. Thím ấy thực ra không quá lớn tuổi, cũng chỉ hơn 30, vừa sinh đứa thứ tư, thân thể thím ấy cao lớn, làm việc nhanh nhẹn, Ngô Bình gọi thím ấy là thím Chu. Lần này, Ngô Bình hái được hơn 100 gốc dược liệu, anh chọn ra một vài loại bỏ vào trong nước nấu.
Đồng thời, anh lại lấy sơ ra 13 loại dược liệu, dùng chậu thuốc để nấu, nấu thành nước dịch thì đổ vào trong chén. Đợi nước sôi, anh cũng không hề tắt lửa, mà trực tiếp ngâm hẳn vào nước sôi. Nước rất nóng, nhưng chân khí trong cơ thể anh rất ít, có thể chống chọi với nhiệt độ này dễ dàng. Ngâm một lúc, anh uống chén thuốc đầu tiên, sau đó nhắm mắt vận luyện. Nửa tiếng sau, anh gọi Thím Chu đến. Thím Chu là phụ nữ đã sinh con, cũng không có hứng thú gì với thiếu niên như Ngô Bình. Thím ấy hỏi, công tử, cậu cần gì? Ngô Bình, Thím Chu, thím nhìn thấy nồi thuốc kia không? Tôi đã thêm nước, thím đun sôi thuốc, sau đó đổ vào chén bưng lên cho tôi. Thím Chu tay chân thô kệch, nhưng làm việc nhanh nhẹn, không lâu sau, thuốc đã được nấu. Khoảng chừng 20 phút sau, thím ấy bưng một chén thuốc nóng hổi cho Ngô Bình, sau đó thương cảm hỏi, công tử, có phải anh bị bệnh không? Đừng có uống bậy bạ, trong thôn có thầy thuốc Lý, tôi giúp anh gọi ông ấy đến xem bệnh thử xem. Ngô Bình cười nói, thím Chu, tôi không sao. Nói rồi anh đưa chén thuốc vào miệng. Thím Chu thấy vậy cũng ngây người, thím ấy ôi chao một tiếng, công tử, cẩn thận bỏng đấy. Thế nhưng Ngô Bình không hề hấn gì, anh đưa chén thuốc qua, nói, thím Chu, thím nấu tiếp một nồi khác cho tôi. Cứ như vậy, cứ một lúc Ngô Bình lại uống một chén thuốc, tiếp tục uống thêm 5 chén thuốc, anh nói, thím Chu, thím ra ngoài trước đi, vất vả cho thím rồi. Thím Chu nói, được, vậy cậu có cần gì cứ gọi tôi. Thím Chu vừa đóng cửa lại, quanh người Ngô Bình đã xuất hiện từng tầng sáng tím. Nhờ vào việc tắm thuốc và 7 chén thuốc, anh lại đã thông được 5 kinh mạch. Lúc này, chí khí đang vận chuyển trong 6 kinh mạch. Lúc này anh sớm đã thay da đổi thịt rồi, thực lực tăng mạnh. Thật ra anh chỉ cần đả thông 3 kinh mạch là có thể càn quét cả thôn. Hiện tại đã đả thông được 6 kinh mạch. Người trong thôn gộp lại cũng không phải đối thủ của anh. Thế nhưng, anh cũng không rõ tình hình bên ngoài, cho nên quyết định tiếp tục ở lại trong thôn tu luyện, nâng cao thực lực. Buổi tối hôm đó, một nửa thời gian dùng để tu luyện, một nửa để nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngô Bình đã bị đói mà tỉnh. Mở được 6 kinh mạch xong, thực lực anh đã thay đổi hẳn. Lượng thức ăn đương nhiên cũng tăng lên gấp bội, cho nên cũng trở nên rất đói. Anh bảo thím Chu chuẩn bị lượng cơm cho 10 người, thím Chu nghe thấy thì rất kỳ lạ, bèn đi hỏi tộc trưởng. Tộc trưởng tuy cũng thấy rất kỳ lạ nhưng vẫn bảo thím ấy đi chuẩn bị. Cứ như vậy, chỉ một bữa sáng mà Ngô Bình đã ăn hết 2 con cừu, 20 quả trứng gà, còn thêm 5 quả trứng vịt muối cùng với 2 nồi cơm, 6 nồi rau xào, cộng thêm 1 nồi canh. Lúc Ngô Bình ăn sạch sẽ, thím Chu bị dọa đến tái cả mắt, vội nói, công tử, cậu ăn nhiều như vậy không bị đầy bụng chứ? Ngô Bình vỗ bụng, cười nói, thím Chu, không sao đâu. Thím nói với tộc trưởng một tiếng, tôi sắp lên núi chơi rồi, buổi tối mới quay lại. Thím Chu gật đầu, đi đi, tộc trưởng đã nói rồi, cậu có thể ra vào thôn bất kỳ lúc nào. Ngô Bình đi không bao lâu, tộc trưởng đã đưa người đến, nghe nói Ngô Bình lại lên núi, ông ta kỳ lạ nói, tại sao cậu ta cứ đi lên núi vậy? Thím Chu lúc này mới nói, tộc trưởng, công tử ăn sạch hết cơm tôi chuẩn bị rồi. Tộc trưởng bị dọa giật mình, cái gì, ăn sạch rồi. Thím Chu gật đầu, mấy món đó, đủ cho 10 mấy thanh niên trai tráng ăn một bữa cơm rồi. Ông nói xem bụng một người, sao có thể chứa được nhiều đồ ăn vậy chứ? Tộc trưởng như suy nghĩ gì đó, ông ta nói, cậu ta quay về thì bảo cậu ta đến gặp tôi. Đã thông được 6 kinh mạch. Tốc độ và sức mạnh Ngô Bình đều tăng lên về chất, anh ở trong núi bay nhảy tung hoành, năng suất hái thuốc lại tăng cao. Lần này, anh đến nơi xa hơn, tiến vào rừng rậm nguyên sơ hái thuốc. Thế nhưng, đi càng xa, dược liệu cũng càng nhiều, lần này anh khiêng 2 bao tải về thôn. Quay về trong thôn, mặt trời cũng đã lặn, trời vừa nhá nhem tối. Ngô Bình bỏ thuốc xuống, sau đó lấy một vài loại bỏ vào trong thùng gỗ lớn. Dặn dò thím Chu đun nước. Thím Chu nói, công tử, tộc trưởng bảo cậu quay về thì đến gặp một chuyện. Ngô Bình cười nói, được, thím Chu, thím đun nước trước đi. Anh đi đến chỗ ở của tộc trưởng, chỉ thấy tộc trưởng đặt bàn ăn ở trong sân viện, còn gọi thêm mấy thanh niên trai tráng đến, cười nói, công tử, tối nay chúng ta uống vài ly đi.
Ngô Bình cười nói, được thôi, nhưng tửu lượng tôi không tốt, mọi người đừng ép tôi quá. Tộc trưởng cười nói, công tử, đàn ông trai tráng nào lại sợ uống sau. Nào, ngồi xuống. Ông ta xưng hô với Ngô Bình, đổi từ chàng trai trẻ thành công tử, chứng tỏ trong lòng ông ta đã tôn kính với Ngô Bình hơn. Ngô Bình ngồi xuống, tộc trưởng đích thân rót rượu cho anh, cười nói, chúng ta uống một ly trước. Một chén rượu xuống bụng, tộc trưởng quan sát sắc mặt anh, cười hỏi, công tử, hôm nay cậu lại lên núi. Ngô Bình, đúng vậy, tôi hái được không ít thuốc. Tộc trưởng, tôi cũng thấy rồi, cậu hái được không ít thảo dược. Ngô Bình biết trong lòng ông ta có nghi hoặc, bèn nói, tộc trưởng. Ông cũng biết, nhà tôi là gia tộc lớn ở Trương Thành, đương nhiên có vài cách tu hành, mấy thuốc tôi hái đây đều là để tu hành. Tộc trưởng kinh ngạc, xem ra là tôi đoán không sai. Cậu xuất thân từ gia tộc lớn, sao lại không hiểu về cách thức tu luyện được chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bây giờ Ngô Bình đã đả thông 6 kinh mạch, không còn sợ những thôn dân này nữa, thoáng chốc cũng không còn giấu chuyện tu hành nữa. Anh cố ý hỏi, tộc trưởng, mọi người cũng biết về tu hành sao? Tộc trưởng thở dài, biết gì chứ, nếu có một người hiểu, thì chúng tôi sẽ không ở trong sơn thôn xa xôi vậy rồi, mà đã sống trong thành từ lâu rồi. Ngô Bình, hoàn toàn không biết gì sao? Tộc trưởng, chúng tôi chỉ biết một vài trình tự tu hành mà thôi. Còn về công pháp tu hành là thứ mà mấy người hạ đẳng như chúng tôi không thể biết được. Ngô Bình, vậy sao? Vậy theo những gì ông biết, tu hành có mấy cảnh giới? Tộc trưởng có chút ngượng ngùng, tôi cũng là nghe người kể chuyện trong thành nói qua, thực ra cũng không hiểu mấy. Người kể chuyện kia nhiều kinh nghiệm, vào Nam ra Bắc, chắc hẳn cũng nói không sai. Ông ta nói, tu hành có 5 cảnh giới lớn, người bình thường nếu tư chất tốt một chút thì có thể tu đến cảnh giới lớn thứ nhất. Cảnh giới lớn này gọi là linh khu cảnh, tiếp nữa thì tôi nghe không rõ, chỉ biết linh khu cảnh này có 7 cảnh giới nhỏ. Người phàm tu luyện đến cảnh giới nhỏ thứ nhất thì có thể dùng sức chống hổ báo, sức mạnh đầy mình. Ngô Bình thầm nói, hiện tại anh cũng sức mạnh đầy mình, há chẳng phải tương đương với cảnh giới nhỏ thứ nhất của linh khu cảnh sao? Tộc trưởng bỗng nhiên mở miệng, công tử, cậu hiểu về tu hành, thực ra căn bản không cần sợ chúng tôi, đúng chứ? Lời này vừa thốt ra, Ngô Bình khẽ cười, chủ yếu là tôi cảm thấy nơi này khá tốt, định ở đây sống một thời gian. Tộc trưởng gật đầu, bùi ngùi nói, là chúng tôi có mắt không tròng, đắc tội với anh. Ngô Bình bình tĩnh nói, không sao, tôi còn phải ở đây một thời gian ngắn, cũng không tránh được làm phiền mọi người. Tộc trưởng, đây là chuyện chúng tôi nên làm, chỉ cần cậu không so đo sai lầm của chúng tôi là được. Uống rượu một lúc, Ngô Bình đã quay về tiếp tục ngâm thuốc. Lần này, anh uống 7 chén thuốc, lại đả thông 4 kinh mạch. Sau khi đả thông 10 kinh mạch, anh không cảm nhận được những kinh mạch khác nữa. Vốn dĩ, thân thể anh so với lúc đầu, đã có rất nhiều thay đổi, rất nhiều kinh mạch đã biến mất. Xem ra, mình muốn tiếp tục tu hành thì phải tìm được công pháp thế giới này. Chỉ là, phải tìm công pháp ở đâu đây? Thời gian tiếp theo, anh không còn lên núi hái thuốc nữa, mà mỗi ngày đều ở trong sân viện tu luyện. Nhưng dù anh thử bằng cách nào, cũng không thể đả thông được thêm kinh mạch, cũng vì thế mà tu vi anh cũng dừng bước không phát triển thêm. Cuối cùng, người của sơn thôn kia trở về từ Trương Thành, vẻ mặt anh ta vui mừng đặt 500 xu tiền vàng trước mặt tộc trưởng. Cười nói, tộc trưởng, có hồi âm. Ngô Bình nhìn thấy cảnh này thì ngây người, chỉ là thứ mà bản thân anh tùy tiện lừa dối, sao anh ta cầm được 500 xu tiền vàng được. Anh kéo người đưa thư kia qua, hỏi, anh nhìn thấy ông cụ Hoàng rồi. Anh ta cười nói, nhìn thấy rồi. Ông cụ Hoàng nhìn thấy thư, lập tức đưa cho tôi 500 xu tiền vàng, còn nói sau này dùng tiền thì cứ đến tìm ông ấy. Ngô Bình nheo mắt hỏi, ông ấy còn nói gì không? Người này gãi đầu, không nói gì, chỉ đưa cho tôi bức thư bảo cầm về. Ngô Bình nhận lấy lá thư kia, mở ra nhìn, chỉ thấy bên trên viết một hàng chữ, xin hãy đến Trương Thành gặp tôi. Anh nhìn thấy hàng chữ này thì ngây người, đối phương muốn gặp mình, chuyện gì đây? Lúc này tộc trưởng trả lại 500 xu tiền vàng cho Ngô Bình, nói, công tử, tiền thì chúng tôi không dám lấy.
mong cậu nhận lại. Ngô Bình cười nói, tôi nói được làm được. 500 xu tiền vàng này, tôi lấy 200, 300 còn lại đưa cho mọi người. Nói rồi, anh cầm lấy 200 xu tiền vàng, sau đó rời khỏi thôn. Đi theo bản đồ, anh đến trấn Tiểu Hà trước, một trấn nhỏ cách đó hơn 100 dặm. Trong trấn Tiểu Hà có một con sông tên là Tiểu Hà, thật ra Tiểu Hà không nhỏ, rộng chừng mười mấy mét, sâu mấy mét, bình thường đều có thuyền đi qua. Đường phố trấn nhỏ dài chừng mấy trăm mét, hai bên đều là cửa hàng. Ngô Bình đi trên đường lớn ở trấn nhỏ, rõ ràng cảm nhận được nơi này phồn hoa. Đương nhiên, nơi này phồn hoa sầm uất là chỉ so sánh với Sơn Thôn thôi. Trên đường lớn người đến người đi rất đông, Ngô Bình tìm một tiệm cơm trước, anh quyết định ăn no rồi tính tiếp. Tiệm cơm cũng không quá lớn, hai tầng. Anh đi vào thì phục vụ đã ra chào hỏi trước, quý khách muốn dùng gì. Ngô Bình nói, dọn hết các món của các anh lên một lượt. Nghe thấy vậy, phục vụ ngây người, các thực khách khác cũng đều đưa mắt nhìn. Phục vụ cười khà một tiếng, quý khách, món của chúng tôi có hơn 50 loại, hơn nữa cũng có vài món rất đắt, anh quyết định gọi hết sao? Ngô Bình, không sai, gọi hết một lượt. Phục vụ sợ Ngô Bình không có tiền thanh toán liền nói, vậy anh có thể trả trước tiền cọc không? Ngô Bình khẽ cười, lên hết một lượt, bao nhiêu tiền? Phục vụ, ít nhất phải 5 tiền vàng. Ngô Bình trực tiếp bỏ ra 5 tiền vàng, đi làm đi. Phục vụ sáng mắt, lấy tiền vàng rồi cười nói, được ạ, anh đợi chút. Cách đó không xa, một bàn bốn người đàn ông to lớn, liếc nhìn Ngô Bình đầy thâm ý, sau đó thấp giọng trao đổi vài câu, rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Rất nhanh sau đó, trên bàn trước mặt Ngô Bình đã bày đầy món ăn, anh bắt đầu ăn ngay, từng món ăn vừa bày lên thì món trước đã được anh ăn sạch, bên cạnh xếp đầy chén đĩa. 56 món ăn, 4 món canh, 1 nồi cơm, Ngô Bình ăn sạch chưa đến một tiếng. Cách đó không xa, mấy người định có ý tính kế anh lập tức từ bỏ suy nghĩ này. Người ăn khỏe như vậy, thường thực lực rất mạnh, bọn họ căn bản không chọc nổi. Ăn cơm xong, Ngô Bình bỏ ra 120 tiền vàng mua một con ngựa trắng, vẻ ngoài rất bắt mắt. Sở dĩ anh chọn con ngựa trắng là vì anh nhìn thấy được sự kiêu ngạo từ trong ánh mắt ngựa trắng. Một con ngựa có lòng kiêu ngạo, chắc chắn sẽ không tệ nhỉ. Vì vậy, anh cưỡi nó tiến về Trương Thành. Ngựa chạy không hẳn nhanh, Ngô Bình để ngựa tự chạy. Cho bản thân nó tự chạy, chậm cũng được, nhanh cũng được. Nó mệt thì dừng lại nghỉ ngơi. Cho nó ăn chút cỏ và uống nước. Cứ như vậy đi rồi dừng, chớp mắt trời đã tối. Lúc này, phía trước không có thôn, sau không có hàng quán, mà cách đó không xa là một rừng cây quả hoang dại. Ngô Bình dắt ngựa vào trong rừng cây, để nó ăn chút quả dại, còn anh thì ngồi xếp bằng dưới đất, dùng chân khí rèn luyện thân thể. 10 kinh mạch được đả thông có thể khiến thể chất anh mạnh lên không ngừng. Ngồi chưa được bao lâu, ngựa cũng nằm xuống nghỉ ngơi, ánh mắt vẫn luôn nhìn Ngô Bình. Ngô Bình chú ý đến tầm mắt của nó, cười nói, ngựa à, có phải ngươi chưa ăn no không? Ai biết, con ngựa lại đáp một câu, quả dại không lấp được cơn đói. Ngô Bình giật mình, anh nhìn chằm chằm con ngựa một lúc lâu, rồi hỏi, ngươi biết nói sao? Ngựa trắng, tôi cũng giống như cậu, đều đến nơi này lịch kiếp. Khác nhau ở chỗ, cậu là người. Còn tôi là ngựa. Ngô Bình cảm thấy hứng thú, ngươi là mã tinh sao? Ngựa trắng, tôi vốn dĩ là một con ngựa thần, sau này cơ duyên lại bước lên con đường tu hành. Nhưng, có lẽ cậu và tôi đến từ thời gian khác nhau. Ngô Bình ngây người, thời gian khác nhau. Ngựa trắng, nói chính xác hơn, thì chúng ta không cùng kỷ nguyên. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, nơi này là vùng đất vĩnh hằng, thời gian ngưng động. Về lý thuyết, nó có thể liên kết toàn bộ kỷ nguyên. Ngựa trắng, cậu là người, là kỷ nguyên sau của tôi. Ngô Bình, ngươi là kỷ nguyên nào? Kỷ nguyên của ngươi có tiên tộc không? Ngựa trắng, có tiên tộc, nhưng không ra gì cả. Kỷ nguyên của tôi, còn trước cả kỷ nguyên của tiên. Ngô Bình, ra là vậy. Ngươi đến đây bao lâu rồi? Ngựa trắng, không biết. Dù sao tôi cũng đã đổi mấy trăm chủ nhân rồi. Nhưng bọn họ đều không phải người lịch kiếp như anh,
cho nên tôi không giao tiếp với bọn họ. Ngô Bình, mấy trăm chủ nhân, vậy chắc chắn là rất lâu rồi. Ngựa trắng, đúng vậy, cho nên rất cô độc. Ngô Bình, sao ngươi biết ta là người lịch kiếp? Ngựa trắng, khí chất của cậu không giống với người ở đây, ngoài mặt khách sáo với người khác, thật ra thì rất kiêu ngạo. Lúc tôi vừa đến nơi này cũng rất kiêu ngạo. Ngô Bình, ngươi tên gì? Truy Điện, ngựa trắng nói. Ngô Bình nói, ta là Lý Huyền Bình. Truy Điện, người lịch kiếp ở đây đến từ những kỷ nguyên khác nhau, vậy chắc chắn có rất nhiều tộc cùng tồn tại nhỉ? Truy Điện khịt mũi, dĩ nhiên, nhân tộc là sinh linh mới được sinh ra nhưng thực lực không hề yếu, ở đây cũng được xem là một chủng tộc khá mạnh. Có điều nhân tộc không phải là tộc mạnh nhất, những chủng tộc khác nhau sinh sống ở những khu vực khác nhau, ví dụ như nơi chúng ta đang ở là địa bàn của nhân tộc. Ngô Bình hỏi, ngươi là ngựa thần, sao lại chạy đến địa bàn của nhân tộc? Truy Điện đáp, cũng hết cách, địa bàn của yêu tộc quá nguy hiểm, tôi ở đó thập cửu nhất sinh. Chỉ đành chạy trốn đến địa bàn của nhân tộc và giả làm một con ngựa tốt. Ngô Bình nói, ra là ngươi sợ chết. Truy Điện cười khẩy, cậu không sợ chết sao? Bây giờ cậu thuộc cấp thấp nhất của nhân tộc, kẻ mạnh đánh giấm thôi cũng đủ lấy mạng cậu. Ngô Bình bảo, ít nhất bây giờ ta rất an toàn. Truy Điện đáp, ấy là vì cậu vẫn chưa tiếp xúc với kẻ mạnh của nhân tộc. Thứ lỗi tôi nói thẳng, cậu sống được 2 tháng đã là kỳ tích rồi. Ngô Bình ngẩn người, 2 tháng. Tại sao? Truy Điện nói, theo quan sát của tôi, những người mới đến như chúng ta, 1 tháng đầu tiên sẽ khá an toàn. Sau 1 tháng đó, quy tắc của thế giới này sẽ sinh ra ác ý với cậu, dùng mọi cách để giày vò làm khó cậu. Ngô Bình đăm chiêu, đoạn hỏi, người bảo ngươi từng có rất nhiều chủ nhân, chứng tỏ ngươi đã sống rất lâu rồi. Ngươi đã làm được bằng cách nào? Truy Điện đáp, có mấy lần tôi suýt chết đấy, nhưng tôi phát hiện một số bí mật, nên mới có thể sống. Ngô Bình hỏi, bí mật gì thế? Truy Điện bảo, bí mật của tôi không thể nói miễn phí cho cậu biết. Ngô Bình cười nói, đến Trương Thành, ta sẽ mời ngươi một bữa thịnh soạn. Truy Điện đáp, tôi muốn ăn thịt. Tuy cảm thấy việc một con ngựa ăn thịt rất quái lạ, Ngô Bình vẫn đồng ý với nó, ngươi muốn ăn bao nhiêu cũng được. Lúc này Truy Điện mới hài lòng, tôi phát hiện, chỉ cần tu vi không tăng, quy tắc ở nơi này sẽ bỏ qua cậu. Ngô Bình nheo mắt, thế nếu tu vi tăng lên không ngừng thì sao? Truy Điện trả lời, tu vi tăng càng nhanh, ác ý của thế giới này đối với cậu sẽ càng sâu đậm. Tôi từng đi theo một vị chủ nhân, anh ta là thiên kiêu của nhân tộc, chỉ trong 3 ngày đã đột phá một cảnh giới lớn. Nhưng anh ta vừa đột phá không lâu đã bị một phu tộc mạnh hơn giết chết. Nếu không nhờ tôi chạy nhanh thì đã chết chung rồi. Ngô Bình hỏi, nói vậy, nếu muốn mạnh lên thì sẽ phải đối mặt với sự ác ý của thế giới này. Truy Điện nói, đúng thế. Người càng là thiên tài, càng dễ bị giết hại. Càng tầm thường thì lại càng dễ sống. Cậu cứ giống tôi này, ngần ấy năm qua không hề thăng cấp, hoặc chỉ thăng chậm chậm thôi. Thế nên tôi chỉ gặp phải một số tai nạn nhỏ, không đến mức mất mạng. Nghe xong những lời này, Ngô Bình hờ hững đáp, nếu chỉ sống một cuộc đời tầm thường thì có khác gì chết đi. Truy Điện ngẩn ra, đoạn cười khẩy, sống tầm thường. Nhưng nếu ngay cả sống mà cậu còn không làm được, thì nỗ lực cách mấy cũng đâu có ích gì. Ngô Bình lãnh đạm nói, có lẽ vậy. Trước khi đến đây, ta đã gặp một người. Người đó từng đến đây để trải qua kiếp đại thánh, và bảo ta phải tìm ra điểm cân bằng. Truy Điện hỏi, thế điểm cân bằng là gì? Ngô Bình đáp, vốn dĩ ta cũng không hiểu lắm, nhưng sau khi nghe ngươi nói, ta đã hiểu đại khái điểm cân bằng là gì rồi. Truy Điện không cho là vậy, biết thì đã sao, điểm cân bằng vẫn luôn tồn tại, nhưng có mấy ai tìm được nó chứ? Ngô Bình bảo, ta sẽ tìm được. Truy Điện không tiếp tục đả kích anh nữa, mà nói rằng, người trẻ tuổi à, cậu phải sống trước đã. Chỉ có sống tiếp, cậu mới có những khả năng khác. Một người một ngựa nghỉ ngơi được một lát thì bỗng nghe tiếng bước chân của vài người truyền đến từ sâu trong rừng, càng lúc càng gần. Cuối cùng, 4 bóng người đã xuất hiện trong tầm mắt họ. Truy Điện nằm bất động, thì thào nói, mấy kẻ này chắc là muốn cướp của. Trên người cậu có thứ gì có giá trị thì đưa cho họ đi, tuyệt đối đừng phản kháng.
Ngô Bình nhướng mày, không phản kháng. Sao mà được, tiền của ta, không ai được phép lấy đi. Truy Điện lắc đầu, tùy cậu, đừng liên lụy đến tôi là được, dứt lời, con ngựa trắng nằm xuống đất. Bốn người tiến đến gần họ, dừng lại khi chỉ còn cách 10 bước. Ngô Bình quan sát bốn người, khí tức của bọn họ không kém, xem ra đã đả thông một, hai kinh mạch, nhưng thực lực không thể sánh bằng anh. Một gã đầu chọc trong số đó tuét miệng cười, oát con, dám xông vào địa bàn của bọn tao, lá gan cũng lớn lắm. Ngô Bình hỏi, thế à, đây là địa bàn của các người sao? Gã đầu chọc đáp, đúng vậy, cả khu rừng này đều thuộc về bọn tao. Bây giờ mày có hai sự lựa chọn, một là bọn tao giết mày. Ngô Bình hỏi, lựa chọn thứ hai là gì? Gã đầu chọc cười nói, cái thứ hai thì êm đẹp hơn một chút. Giao hết của cải trên người mày ra, bọn tao có thể tha chết cho mày. Có điều trước khi tiễn mày đi, bọn tao phải chặt một tay, đâm mù một con mắt của mày. Ngô Bình thở dài, các người chỉ muốn lấy của cải, sao phải chặt một tay, đâm mù một mắt của tôi? Gã đầu chọc hừ giọng, đây là quy tắc của bọn tao. Ngô Bình gật gù, có quy tắc là tốt, không có quy tắc thì chẳng ra sao. Tôi cũng có quy tắc đấy. Ai dám uy hiếp tôi sẽ chặt đứt tứ chi, phế bỏ tu vi và lấy sạch của cải của kẻ đó. Nghe Ngô Bình nói vậy, bốn người kia đều sững ra, thầm nghĩ anh bị điên à. Đã đến lúc này rồi mà vẫn còn cứng miệng. Một gã cao gầy bước ra, tay vác đại đao. Xoa mũi bảo, nhận lấy một đao của tao trước đã. Mày mà tránh được thì ba hoa tiếp cũng không muộn. Gã nói chém là chém ngay, sau một cú xoay người, thanh đao trên vai liền chém xuống với tốc độ nhanh như tia chớp. Tuy Ngô Bình có tu vi thấp, nhưng ý thức võ học của anh vẫn còn. Eo của đối phương vừa vặn một cái, anh đã tiến vài bước về phía trước. Khi đao rời khỏi vai gã, anh đã áp sát vào lòng gã cao gầy rồi đấm mạnh vào đan điền của gã ta. Lực mạnh đến mức khiến gã cao gầy thảm thiết hét lên rồi ngã gục xuống đất ngay lập tức. Cú đấm của Ngô Bình đã phế mất tu vi của gã. Ba người còn lại cả kinh, thực lực của gã cao gầy không hề kém họ, thế mà sau một chiêu đã thua, oát con này mạnh quá. Ba người họ đồng loạt lùi mấy bước ra sau, cảnh giác nhìn Ngô Bình chằm chằm. Ngô Bình nhặt đại đao dưới đất, cười bảo tôi cũng biết đao thuật đấy. Chúng ta chơi chung đi. Nói xong, đao như ngựa phi nước đại, chỉ trong tích tắc đã bay đến trước mặt ba người kia. Trong tay đều có vũ khí như kiếm, chủy thủ, nhưng bọn họ hoàn toàn không ra tay kịp, chỉ cảm thấy lồng ngực lạnh toát, máu tươi chảy ròng ròng. Cộp. Một trong số họ quỳ xuống đất với một vết cắt trên ngực. Nhát chém ấy của Ngô Bình đã cắt vào tim của gã ta, máu tươi phun ra ào ào, chết ngay tại chỗ. Gã thứ hai cũng bê bết máu, tuy chưa chết, nhưng gãy mấy cái xương sườn, mất sức chiến đấu. Người cuối cùng vẫn đứng thẳng tại chỗ, đó là kẻ cuối cùng trúng đao. Có điều đòn cuối của Ngô Bình đã dùng kinh lực, một luồng kinh lực kỳ lạ đã xâm nhập cơ thể và phá hoại kinh mạch của gã. Phụt! Gã phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Bốn người, chỉ còn một người còn đứng. Người này tái mặt. Run rẩy nói, xin anh tha mạng. Ngô Bình thờ ơ nói, các người làm cướp ở khu rừng này, có lẽ kiếm được không ít tiền rồi nhỉ. Người này vội đáp, thật sự không kiếm được bao nhiêu. Ngô Bình hỏi, tiền của các người để ở đâu? Đối phương trả lời, ở ngay phía trước. Ngô Bình bảo, dẫn đường. Truy Điện đang giả vờ ngủ lập tức bật dậy, vui vẻ chạy theo sau Ngô Bình. Sau khi đi vài trăm mét, anh nhìn thấy một ngôi nhà gỗ khuất trong khu rừng rậm rạp. Nhà gỗ không lớn, có hai phòng dưới lòng đất, hai phòng trên mặt đất, phía trước có một sân nhỏ. Ngô Bình đến ngôi nhà gỗ và lục lọi tất cả đồ đạc của bọn cướp, cộng lại có lẽ khoảng 1.000 tiền vàng. Anh cũng không khách sáo, gói lại mang đi hết. Trước khi đi, anh còn chém đứt hai tay và đâm mù đôi mắt của gã cướp, bảo là hoàn trả gấp đôi. Một người một ngựa tiếp tục lên đường. Truy Điện bảo, khá đấy, người trẻ tuổi, không ngờ cậu lại đánh giỏi như vậy. Ngô Bình đáp trả, người cũng rất giỏi, trình độ giả chết đạt hạng nhất. Truy Điện sửa lại, không phải giả chết, là giả ngủ. Bình thường lũ cướp không làm khó ngựa, đặc biệt là ngựa đang ngủ,
Ngô Bình nói, ngậm miệng lại, chăm chú đi đường đi. Đi thêm một quãng nữa, cuối cùng họ cũng đến một thị trấn nhỏ khác. Ngô Bình vào trú ở một nhà trọ, và nhờ chủ trọ chăm sóc cho truy điện. Sau nửa đêm, anh còn mua 100 cân thịt bò chín cho nó ăn. Khi trời sắp sáng, Ngô Bình đột nhiên nghe tiếng gõ cửa. Anh mở cửa ra, nhìn thấy truy điện đứng trước cửa phòng. Không ngờ nó cắn đứt dây cương vào nửa đêm và lén chạy đến đây. Ngô Bình hỏi, truy điện, không ngủ à? Đôi mắt to của truy điện nhìn anh chăm chú, sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định tiết lộ với cậu về một bộ công pháp mà tôi biết. Ngô Bình rất bất ngờ, công pháp mà ngươi biết. Truy điện đáp, tôi từng nói tôi có một vị chủ nhân là Thiên Kiêu mà. Sau khi anh ta chết, tôi đã lấy đi công pháp mà anh ta tu luyện. Ngô Bình hỏi, tại sao ngươi lại nói cho ta biết? Truy điện nói, bây giờ cậu là chủ nhân của tôi. Là thú cưỡi của cậu, tôi không hy vọng cậu chết quá sớm. Ngô Bình bật cười, cảm ơn nhé. Quả thật bây giờ anh đang cần một bộ công pháp thăng cấp tu vi. Anh bảo truy điện vào phòng, rồi học một bộ công pháp. Theo truy điện, đây là một bộ công pháp cơ bản, chỉ có thể tu luyện cảnh giới lớn thứ nhất. Trong thế giới này, cảnh giới tu hành của tất cả sinh linh đều giống nhau. Trong đó, cảnh giới lớn thứ nhất tên là cảnh giới linh khu. Cảnh giới linh khu có 7 cảnh giới nhỏ, bộ công pháp cơ bản này chỉ giới thiệu 4 cảnh giới nhỏ đầu tiên. Học xong công pháp cơ bản, Ngô Bình mới hiểu, bản thân đã thông 10 kinh mạch cũng tương đương với việc vượt mức hoàn thành cảnh giới nhỏ đầu tiên phục khí. Công pháp này nói rằng phục khí chính là đả thông 5 kinh mạch trong cơ thể thông qua việc hấp thụ sức mạnh của bên ngoài. Ngô Bình không chỉ làm được, mà còn đả thông vượt mức thêm 5 kinh mạch khác. Sau cảnh giới phục khí là tôi nguyên. Tôi nguyên khá khó, nó phải tôi luyện chân khí trong kinh mạch thành năng lượng thuần túy nhất, tên là linh nguyên. Uy lực của linh nguyên mạnh hơn chân khí rất nhiều, hai thứ này không thể so sánh với nhau. Tôi nguyên cần tâm pháp riêng. Nên trước đó Ngô Bình mãi mà vẫn không vào được. Sau tôi nguyên là linh mạch. Linh nguyên có thể tìm và đả thông linh mạch trong cơ thể. Theo công pháp cơ bản này, trong cơ thể vạn vật đều có 12 linh mạch. Mỗi khi đả thông một linh mạch, năng lực sẽ tăng gấp mấy lần. Tất nhiên, không phải tu sĩ nào cũng có thể đả thông tất cả linh mạch. Chỉ cần đả thông một linh mạch đã có thể xem là tu sĩ cảnh giới linh mạch. Đương nhiên, cũng có người đã thông được 3 hoặc 5 linh mạch. Đả thông được 2 linh mạch đã là người có tư chất rất tốt rồi. Đả thông 3 linh mạch thì thuộc tư chất thượng đẳng, còn người đả thông 5 linh có thể gọi là thiên tài. Sau cảnh giới nhỏ linh mạch là linh niệm, cảnh giới linh niệm khá kỳ diệu. Tu sĩ ở cảnh giới này về cơ bản có thể giết chết tu sĩ linh mạch trong chớp mắt, sự chênh lệch về thực lực của hai bên có thể nói là một trời một vực. Sau khi truyền thụ công pháp, Truy Điện nói, thời hạn an toàn của một tháng này vô cùng quan trọng đối với cậu. Nếu cậu có thể nhanh chóng nâng cao tu vi và thực lực, đoạn đường phía sau sẽ dễ đi hơn rất nhiều. Ngô Bình nói, ta còn khoảng 20 ngày, chắc là có thể tu luyện đến cảnh giới linh niệm. Truy Điện rất kinh ngạc, cậu có thể tu luyện đến linh niệm. Ngô Bình hỏi, trông ngươi rất ngạc nhiên, khó lắm à? Truy Điện đáp, dĩ nhiên rất khó. Linh niệm là một ngưỡng cửa, dưới linh niệm đều là rác rưởi, trên linh niệm mới xem như nhập môn. Ngô Bình hỏi, vị chủ nhân thiên kiêu kia của người đã tu luyện đến cảnh giới nào trong tháng đầu tiên? Truy Điện nói, vừa đạt đến cảnh giới linh niệm. Ngô Bình bèn hỏi, thế là ngươi cảm thấy ta không bằng vị chủ nhân ấy của ngươi? Truy Điện nhẹ nhàng đáp, anh ta mới tu luyện đến linh niệm vì trong tay chỉ có một bộ công pháp này. Nếu anh ta có công pháp cao cấp hơn, tôi tin chắc rằng anh ta có thể tiến xa hơn nữa. Ngô Bình đăm chiêu, câu nói này của ngươi đã nhắc nhở ta. Đến Trương Thành, ta nhất định phải tìm thêm công pháp, ít nhất là phải làm rõ 7 cảnh giới nhỏ của cảnh giới linh khu. Truy Điện nói, nếu có thể tu luyện trọn vẹn cảnh giới linh khu, cậu sẽ có ưu thế hơn các tu sĩ khác. Ngô Bình hỏi, vì sao? Truy Điện giải đáp, sau một tháng. Cậu đã qua khỏi thời hạn an toàn. Lúc ấy, ác ý của thế giới này sẽ khiến cậu sởn tóc gáy. Trong tình trạng đó, cách làm an toàn nhất là giảm tốc độ tu hành. Nếu tu vi cơ bản của cậu quá thấp,
cậu sẽ trở thành mục tiêu săn giết của kẻ khác. Ngô Bình nhíu mày, mục tiêu săn giết của kẻ khác. Vì sao họ muốn giết ta? Truy Điện khẽ thở dài, vì trong đầu họ sẽ có một giọng nói, ra lệnh cho họ giết cậu. Nếu thành công giết chết cậu, họ sẽ được thưởng. Ngô Bình hỏi, giọng nói này xuất hiện trong tâm trí của mỗi sinh linh à? Truy Điện đáp, cũng không phải. Nếu năng lực quá thấp, giọng nói sẽ không xuất hiện. Tu sĩ càng giỏi, càng dễ nghe được giọng nói này. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi hỏi, nếu nghe được giọng nói ấy, ta nên nghe theo hay từ chối nó? Truy Điện nói, đa số tu sĩ đều nghe theo. Vì nghe theo mới nhận được lợi ích, nếu từ chối nó thì sẽ mãi mãi rơi vào cảnh muôn kiếp không trở lại được. Ngô Bình cau mày, thế giới này quả là rất kỳ lạ. Truy Điện bảo, điều kỳ lạ hơn còn ở đằng sau, từ từ cậu sẽ biết. Ngô Bình sửng sốt hỏi, ví dụ. Truy Điện đáp, ví dụ như cơ thể cậu sẽ sản sinh dị biến, cả tốt lẫn xấu. Hoặc ví dụ như công pháp mà cậu tu luyện rất dễ xuất hiện sai lệch. Không phải là công pháp đó có vấn đề mà là vì môi trường của thế giới này đang không ngừng thay đổi. Ngô Bình sững sờ, thế giới này vẫn luôn thay đổi sao? Truy Điện, đúng vậy. Gần như mỗi ngày đều có những thay đổi rất nhỏ. Hiện tại tu vi của cậu còn thấp nên còn chưa cảm giác được. Người có tu vi đủ cao thì bất cứ lúc nào cũng đầy rẫy nguy hiểm, nếu làm không tốt thì công sức trước đó sẽ uổng phí. Ngoài ra, hàng tháng sẽ có một sự thay đổi tương đối rõ ràng, mỗi 3 tháng sẽ một sự thay đổi quy mô trung bình, hàng năm có một sự thay đổi quy mô lớn. Trong một hoàn cảnh như vậy, đừng nói đến việc tu luyện, ngay cả việc duy trì tu vi của bản thân cũng rất khó khăn. Ngô Bình, nếu hoàn cảnh thay đổi thường xuyên như vậy thì tu sĩ mạnh mẽ phải có hệ thống tu hành của riêng mình. Đôi mắt to của Truy Điện sáng lên, đúng vậy, cường giả thực sự đều có hệ thống tu luyện của riêng mình, không ngờ cậu vừa mới tới đây liền lĩnh ngộ được điều huyền bí này. Ngô Bình lạnh nhạt nói, ta luôn đi tìm con đường tu luyện của mình, dù không tới nơi này thì ta cũng sẽ làm điều này. Dừng một chút. Anh nói trắng ra chính là phải đi một con đường không phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Truy Điện, đúng vậy, nhưng nói thì dễ, làm thì cực kỳ khó. Theo tôi được biết, trong số nhân tộc các cậu, người có thể làm được điều này chỉ có một số ít, còn lại đều là người bình thường, không đáng nhắc tới. Ngô Bình không khỏi nói, Truy Điện, tu vi của ngươi không cao, nhưng ăn nói cũng lớn lối thật. Sao hả? Chỉ có kẻ mạnh nhất của nhân tộc mới đáng được ngươi coi trọng đúng không? Truy Điện cười lạnh, không phải là tôi lớn lối, nhưng tôi hiểu một điều. Mặc dù những sinh vật đó mạnh hơn tôi, nhưng cuối cùng kết quả của chúng tôi đều giống nhau, đó là rơi xuống đất như lá trên cây, rồi mục nát thành bùn, không ai có thể tránh khỏi. Trừ khi có thể tìm được con đường của chính mình, không để ý đến quy tắc biến hóa của thế giới, không ngừng khiến chính mình mạnh lên. Ngô Bình, ừ, người nói có lý. Truy Điện, chàng trai trẻ à, hãy cố gắng tu luyện. Sau này cậu sẽ phát hiện ra rằng những gì cậu đạt được ở đây sẽ có ích rất lớn cho tương lai của cậu. Ngô Bình, có ích rất lớn. Nghĩa là sao? Truy Điện, sau này cậu sẽ biết. Lúc này, Truy Điện nằm xuống và nghỉ ngơi trong phòng của Ngô Bình. Có được công pháp của thế giới này, Ngô Bình không quan tâm đến việc lên đường nữa. Ngay lập tức anh bắt đầu tu luyện. Anh nhanh chóng hoàn thành cấp đầu tiên của cảnh giới linh khu. Dù công pháp chỉ cần 5 kinh mạch, nhưng Ngô Bình đã luyện 10 kinh mạch. Điều thú vị là trong số 10 kinh mạch mà anh đã mở, chỉ có 3 kinh mạch trùng khớp với kinh mạch trong công pháp, còn 2 kinh mạch còn lại thì anh không biết. Anh dứt khoát mở thêm 2 kinh mạch. Được sự hướng dẫn của công pháp, anh nhanh chóng tìm ra 2 kinh mạch này. Quá trình khơi thông tương đối thuận lợi. Khi kinh mạch khơi thông, chân khí trong cơ thể sẽ được thông suốt. 12 kinh mạch, cứ 3 kinh mạch tạo thành một vòng tuần hoàn chân khí, mỗi kinh mạch đều được chia sẻ và có tổng cộng 220 vòng tuần hoàn chân khí. Còn 5 kinh mạch, cứ 3 kinh mạch tạo thành một vòng tuần hoàn chân khí, chỉ có 10 vòng tuần hoàn. Bằng cách này, số lượng vòng tuần hoàn của Ngô Bình gấp 22 lần so với các tu sĩ khác. Khi vòng tuần hoàn chân khí được thiết lập, 220 vòng tuần hoàn xuất hiện trong cơ thể của Ngô Bình. Loại vòng xoáy chân khí này có tác dụng rất mạnh, có thể liên tục luyện hóa và thanh lọc chân khí,
khiến chân khí ngày càng tinh khiết và mạnh mẽ hơn. Cốt lõi của cảnh giới tôi nguyên mà anh sẽ bước vào tiếp theo là sử dụng vòng xoáy năng lượng chân khí để tôi luyện linh nguyên. Lúc này, Ngô Bình bắt đầu dập tôi luyện nguyên thần. Tu sĩ thông thường tôi luyện nguyên thần sẽ lần lượt trải qua 10 vòng xoáy chân khí. Sau khi được tôi luyện bởi từng vòng xoáy một, chân khí sẽ ngày càng tinh khiết và mạnh mẽ hơn. Thông thường, sau khi lặp đi lặp lại việc tinh luyện hàng trăm lần, có thể thu được linh nguyên thuần khiết hơn. Ngô Bình khác với những tu sĩ bình thường, anh có 220 vòng xoáy chân khí, một lần có thể tôi luyện 220 lần vòng xoáy chân khí, hiệu quả hơn nhiều so với việc luyện hóa bằng 10 vòng xoáy chân khí. Hơn nữa, nếu dùng 10 vòng xoáy chân khí để luyện hóa thì cần phải làm 100 lần, chân khí mới được tôi luyện chỉ có thể trộn lẫn với chân khí ban đầu, còn rất nhiều tạp chất. Chân khí của Ngô Bình cùng một lúc đi qua 220 vòng xoáy chân khí, không có chân khí nào bị trộn lẫn ở giữa, vì vậy khi nó đi qua vòng xoáy thứ 100, nó đã sơ bộ hình thành linh nguyên. Linh nguyên tiếp tục tiến vào vòng xoáy thứ 101 để luyện hóa, sau đó là thứ 102, thứ 103. Khi linh nguyên đi ra từ vòng xoáy chân khí thứ 220, nó đã ngưng tụ thành một linh nguyên thiên phẩm cực kỳ tinh khiết và siêu mạnh. Căn cứ vào trình độ tôi luyện, linh nguyên chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm mạnh nhất. Trên nhất phẩm còn có siêu phẩm. Trong linh nguyên siêu phẩm, linh nguyên thiên phẩm là mạnh nhất. Dưới thiên phẩm còn có địa phẩm, ngọc phẩm, tuyệt phẩm. Linh nguyên thiên phẩm trông giống như tia chớp, nó sẽ không trộn lẫn với chân khí mà chỉ luân chuyển trong kinh mạch. Quá trình tu luyện linh nguyên vô cùng dễ chịu. Ngô Bình cảm thấy chân khí trong cơ thể mình không ngừng chuyển hóa thành linh nguyên. Khi đến buổi trưa, cơ thể anh đã hoàn toàn không còn chút chân khí mà chuyển hết thành linh nguyên. Hơn nữa linh nguyên của anh là linh nguyên thiên phẩm. Anh mở mắt ra, nói truy điện, ta đi mua ít dược liệu để tăng cường chân khí trong cơ thể. Giờ anh cảm thấy linh nguyên trong cơ thể quá ít, anh phải nhanh chóng tu luyện ra nhiều chân khí hơn để chuyển hóa thành nhiều linh nguyên hơn. Truy điện, muốn mua dược liệu thì tốt nhất là đến Trương Thành, ở thị trấn nhỏ như thế này rất khó mua được dược liệu tốt. Ngô Bình gật đầu, được, ăn xong rồi chúng ta xuất phát. Buổi chiều họ đi đường rất nhanh, truy điện dồn hết toàn lực, đi nhanh như tia chớp, họ đến Trương Thành trước khi trời tối. Đến Trương Thành, Ngô Bình thấy nơi này phồn hoa hơn thị trấn gấp trăm lần. Trong thành ngoài thành đầy ắp người, trên phố lớn cửa tiệm san sát. Đầu đầu cũng toàn thương nhân. Ngô Bình hỏi, truy điện, người biết rõ nơi này nhỉ? Truy điện, đến vài lần nên cũng biết rõ. Biết ở đâu có hiệu thuốc không? Truy điện, đi thẳng, sau đó rẽ trái sẽ đến một con phố chuyên bán thuốc, có rất nhiều hiệu thuốc. Ngô Bình lập tức đi thẳng, anh đi được mấy trăm bước thì rẽ trái, quả nhiên thấy một con phố có rất nhiều hiệu thuốc. Anh đến hiệu thuốc đầu tiên. Nhìn thử thì phát hiện có đến mấy trăm loại thuốc đang được bày ngăn nắp trên giá gỗ. Nơi này toàn là những loại thuốc bình thường, không có ích nhiều với anh. Anh hỏi sơ giá cả, nhưng những dược liệu anh thấy có thể dùng thì giá vô cùng cao, loại nào cũng mấy chục nghìn tiền vàng, thậm chí hàng trăm nghìn. Ngô Bình rất rõ, với số tiền của anh không thể mua được nhiều loại. Anh ra khỏi hiệu thuốc, thở dài, giá mà có một khoản tiền lớn thì tốt biết mấy. Truy điện chớp mắt, hỏi tôi có thể cho cậu mượn, nhưng tôi phải thu lãi. Ngô Bình trợn to mắt, người có tiền sao? Truy điện, tất nhiên rồi, tôi có nhiều chủ nhân như vậy, có tiền là rất bình thường. Ngô Bình hỏi, người có thể cho ta mượn bao nhiêu? Truy điện hỏi ngược lại, cậu muốn mượn bao nhiêu? Ngô Bình nghĩ một lúc, nói, 10.000 tinh tệ. Truy điện nói, tinh tệ có rất nhiều loại. Loại thấp nhất là lam tinh tệ, một lam tinh tệ bằng 800 tiền vàng. Trên đó là tử tinh tệ, một tử tinh tệ có thể đổi 15 lam tinh tệ. Ngô Bình chớp mắt, vậy thì cho tôi mượn tử tinh tệ đi. Truy điện rất bình tĩnh và nói, một vạn tử tinh tệ tương đương với 120 triệu tiền vàng. Cậu cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Ngô Bình cười hì hì và nói, mua dược liệu cần rất nhiều tiền. Truy điện. Tôi cho cậu mượn cũng được, nhưng lãi một ngày là 1%. Ngô Bình nhảy dựng lên, lãi một ngày 1%. Một ngày phải trả 1.2 triệu tiền vàng sao?
Truy Điện trợn mắt và nói, 1% đã rất thấp rồi. Cậu có thể đến ngân hàng và hỏi, họ yêu cầu ít nhất 3%. Ngô Bình hỏi, bao lâu thì trả lãi? Truy Điện, tôi cho cậu 20 ngày, sau 20 ngày, cậu trả lại cho tôi 120.000 tử tinh tệ cả vốn lẫn lãi. Ngô Bình suy nghĩ một chút, nói, được, ta nhất định sẽ trả cho ngươi. Truy Điện cười nói, đi theo tôi. Truy Điện đi trước, Ngô Bình theo sau, người ngựa đi được vài dặm thì đến một ngôi nhà lớn cách đó không xa. Truy Điện nói, chàng trai trẻ à, có một chiếc chìa khóa dưới hiên ngựa của tôi, hãy lấy nó ra. Ngô Bình đưa tay tìm được một chiếc chìa khóa vàng, hỏi, dùng để mở cửa sao? Đây là tín vật, cậu gõ cửa đi vào, khi người bên trong nhìn thấy chìa khóa thì sẽ coi cậu là chủ nhân căn nhà này. Ngô Bình cảm thấy nó rất thú vị và cười nói, Truy Điện, ngươi cũng lắm trò thật. Truy Điện, thỏ khôn có ba hang, tất nhiên ta phải bày ra nhiều trò rồi. Khi đến cửa, Ngô Bình gõ vài cái. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên đi ra mở cửa, vừa định hỏi thì nhìn thấy chiếc chìa khóa trong tay Ngô Bình, vội vàng khom người nói, thì ra là cậu chủ đã về, mời vào trong. Ngô Bình không hỏi thêm gì nữa. Đi theo người đàn ông vào sân. Hơn chục ngôi nhà được xây dựng trong sân, có một khu vườn phía trước và một vườn rau nhỏ phía sau. Truy Điện, cậu trực tiếp đi thư phòng, nơi đó tôi cất giấu những đồng tử tinh tệ. Ngô Bình nói với người đàn ông trung niên, tôi đi thư phòng, ông đi chuẩn bị chút đồ ăn đi. Người đàn ông trung niên nói, vâng, chủ nhân, tôi tên Tử An, nếu như cậu có việc gì cứ nói với tôi. Tử An lui xuống. Ngô Bình đi thẳng vào thư phòng, ấn vào giá sách, một cánh cửa bị một liền xuất hiện. Anh mở cánh cửa bí mật bằng chìa khóa và bước vào một tầng hầm. Tầng hầm lớn bằng 3 căn phòng, có những hộp bảo vật trong đó. Truy Điện thận trọng bước xuống, chỉ móng ngựa vào một chiếc hộp đen và nói, trong đó cậu có thể lấy 10.000, cậu không được phép lấy nhiều hơn. Ngô Bình mở hộp và thấy bên trong là một viên pha lê màu tím có kích thước bằng một đồng xu, đang phóng năng lượng mạnh mẽ. Anh kinh ngạc, đây là tử tinh tệ sao? Trong hộp này ít nhất có 500.000 đúng không? Truy Điện, 500.000 cũng là của tôi, cậu chỉ có thể rút ra 10.000. Ngô Bình cười nói, trước đó ta sợ ngươi không có nhiều tiền như vậy, hay là cho ta mượn thêm nhé? Truy Điện liếc anh một cái, mượn nhiều thì cậu có thể trả sao? Ngô Bình, đương nhiên, ta quên nói cho ngươi, linh nguyên của ta là siêu cấp. Chủ nhân của ngươi chắc cũng không đạt tới siêu cấp nhỉ? Truy Điện sửng sốt, siêu cấp? Không thể nào, chủ nhân của tôi cũng là linh nguyên nhị phẩm. Ngô Bình đưa tay chỉ, một tia sét xuất hiện. Đây không phải là ánh chớp, mà là tinh hoa cực kỳ tinh khiết và cực kỳ mạnh mẽ của anh. Nhìn thấy linh nguyên của Ngô Bình, Truy Điện thở dài, tuyệt vời. Cậu có thể lấy tiền ở đây tùy thích, nhưng lãi suất cao hơn một chút. Ngô Bình tức giận nói, không phải chúng ta đã thống nhất lãi suất hàng ngày là 1% sao? Truy Điện thản nhiên nói, hiện tại tôi đã đổi ý, tiền lãi mỗi ngày là 2%, cậu có muốn mượn hay không? Ngô Bình hừ một tiếng, vậy ta mượn 100.000 tử tinh tệ. Truy Điện, được. Cứ như vậy, Ngô Bình dùng một cái túi to đựng 100.000 tử tinh tệ. Sau khi đếm tiền, anh và Truy Điện ăn chút gì đó. Sau đó cùng nhau đến hiệu thuốc vào buổi chiều. Chuyến đi này, Ngô Bình mang theo 30.000 tử tinh tệ để mua dược liệu. Anh không biết nhiều về các loại thảo dược ở đây nên hễ thấy món nào ưng ý là anh phải tự mình nếm thử để cảm nhận dược tính rồi mới quyết định có mua hay không. Trong một buổi chiều, anh đi tới 13 hiệu thuốc, mua hơn 100 loại dược liệu, tiêu hao hơn 100 triệu tiền vàng, sau khi quy đổi khoảng 12.500 tử tinh tệ. Anh là khách hàng lớn, chủ hiệu thuốc đích thân vận chuyển dược liệu đến tận nhà. Sau khi tất cả dược liệu được chuyển đến, trời đã tối. Ngô Bình ngay lập tức nhờ Từ An giúp anh luyện chế thuốc, anh muốn sử dụng những linh dược này để luyện thêm chân khí. Đan dược anh mua lần này có phẩm chất tốt hơn nhiều so với thứ anh hái trên núi, cho nên anh sẽ dùng phương pháp luyện dược luyện chế một ít đan dược đơn giản. Lúc trước anh không có linh khí. Hiện tại lại có linh khí thiên địa, linh khí này vô cùng thần bí, dùng nó luyện chế đan dược cũng quá đủ rồi.
Theo chỉ dẫn của anh, Từ An rửa sạch các loại dược liệu khác nhau và đặt từng thứ một trước mặt Ngô Bình. Ngô Bình tìm thấy một chiếc nồi sắt lớn, đặt dược liệu vào trong nồi, lòng bàn tay của anh toàn là linh nguyên, anh trà sát chúng với nhau. Thỉnh thoảng, anh sẽ loại bỏ một số tạp chất và đồng thời thêm một số dược liệu mới. Truy Điện sửng sốt và hỏi, chàng trai trẻ, cậu đang làm gì vậy? Cậu đang sao thuốc à? Ngô Bình, ngốc, ta đang luyện thuốc. Truy Điện thấy rất kỳ quái, thuốc cũng có thể luyện chế. Tôi cũng chỉ nghe nói qua về luyện đan. Ngô Bình, tôi không có lò đan, chỉ có thể luyện thuốc đơn giản. Nhưng thuốc được luyện ra đã đủ với tôi bây giờ rồi. Lần này Ngô Bình chỉ dùng 8 loại dược liệu. Nửa tiếng sau, tạp chất trong nồi đã bị anh lọc đi gần hết, chỉ còn lại một luồng khí nhiều màu đang chấn động giữa lòng bàn tay anh. Thành công rồi. Đột nhiên tay của anh rời khỏi nồi sắt, dược khí trong tay thoáng cái ngưng tụ, biến thành một làn khói màu vàng xanh. Lúc này Ngô Bình há mồm hít vào, hút ngay làn khói vào phổi. Sau khi làn khói đi vào, anh lập tức ngồi xếp bằng để luyện khí. Dược tính lần này rất mạnh, trong cơ thể bắt đầu không ngừng sản sinh chân khí. Chẳng mấy chốc, trong cơ thể anh tràn đầy chân khí, liền tiếp tục tôi nguyên. Khi chân khí đi qua 220 vòng xoáy chân khí chuyển hóa thành linh nguyên thiên phẩm, anh tiếp tục luyện thuốc. Cứ thế Ngô Bình cứ luyện thuốc, sử dụng, tu luyện, tổng cộng 6 lần. Lúc này trời đã sáng, số linh nguyên trong cơ thể anh đã gấp 10 lần. Lúc này anh chỉ cần nhẹ nhàng điều động linh nguyên, toàn cơ thể liền xuất hiện ánh chớp. Truy Điện nhìn mà vui mừng, hỏi, chàng trai, cậu còn luyện thuốc nữa không? Ngô Bình nói, làm gấp đôi số lượng linh nguyên nữa là tôi có thể khơi thông linh mạch. Hóa ra lúc khơi thông linh mạch vô cùng tiêu tốn linh nguyên. Có rất nhiều người chỉ mở một linh mạch là vì vừa mở được một đường là linh nguyên của họ đã dùng hết, hoàn toàn không thể khơi thông nhiều hơn. Vì thế, Ngô Bình mới quyết định sẽ tích lũy nhiều linh nguyên hơn, sau đó thừa thắng xông lên, khơi thông thêm nhiều linh mạch trong thời gian ngắn. Ở nơi này, cả đời tu sĩ chỉ có một cơ hội khơi thông linh mạch, thế nên anh nhất định phải nắm bắt để tránh sau này nuối tiếc. Truy Điện, xem ra cậu muốn thông nhiều linh mạch. Ngô Bình, ừ, không phải nói ngươi nói có 5 linh mạch chính là thiên tài sao? Ta muốn có 5 cái trở lên. Truy Điện lắc đầu, quá khó. Cậu phải hiểu rõ, linh mạch khác với kinh mạch hiện tại của cậu, nó là dạng như linh nguyên. Ngô Bình, tóm lại ta sẽ cố gắng hết sức. Kết quả cuối cùng thế nào, cứ phó mặc cho số phận đi. Vì vậy Ngô Bình tiếp tục luyện thuốc, uống nó và tu luyện vào buổi chiều. Khi trời tối, linh nguyên trong cơ thể anh lại tăng gấp đôi. Lúc này linh nguyên của anh đã đến lúc bão hòa, không cách nào hấp thu nữa. Nếu nhiều hơn nữa, kinh mạch của anh sẽ không chịu nổi, rất có thể sẽ nổ tung mà chết. Sau khi làm một số chuẩn bị, Ngô Bình bắt đầu mở linh mạch. Dựa theo giới thiệu trong bài công pháp cơ bản, anh rất nhanh tìm được linh mạch thứ nhất, linh nguyên thiên phẩm đến gần ngực, sau khi kiểm tra một chút, nó mạnh mẽ lao vào đó. Bùm! Có một tiếng động lớn vang lên, mặt đất rung chuyển và bụi trên trần nhà rơi xuống. Cơ thể của Ngô Bình rung lên, một linh mạch dày đặc từ đỉnh đầu đi thẳng đến đan điền của anh. Linh nguyên trong cơ thể anh lần lượt rót vào trong đó. Linh mạch thứ nhất được mở ra. Linh nguyên tiến vào linh mạch đột nhiên rung lên, hình thành một trường lực. Dưới tác dụng của trường lực, các sợi linh khí hội tụ trong thế gian rồi ùa đến, sau khi được 220 vòng xoáy chân nguyên tôi luyện, chúng trực tiếp chuyển hóa thành linh lực mới, chảy vào trong linh mạch thứ nhất. Linh mạch này nằm ở trung tâm cơ thể, là linh mạch quan trọng nhất, cho nên gọi là linh mạch trung thiên. Tốc độ linh mạch hấp thu linh khí cực nhanh. Nếu không phải Ngô Bình sở hữu 220 vòng xoáy chân khí, có thể sinh ra linh nguyên trong một lần, anh hoàn toàn không có khả năng bổ sung linh nguyên từ bên ngoài. Nếu như linh mạch không được bổ sung linh nguyên, chúng sẽ trực tiếp cắn nuốt linh nguyên trong cơ thể Ngô Bình. Dù anh tích trữ rất nhiều linh nguyên, nhưng cũng không thể mở ra quá nhiều linh mạch. Sau hơn một canh giờ, linh mạch thứ nhất cuối cùng cũng tràn đầy linh lực. Ngô Bình đang được đà. Lập tức đi khơi thông linh mạch thứ hai. Linh mạch thứ hai nằm ở bụng, phần trên của nó nằm ở đan điền và phần dưới của nó được chia thành hai, chạm đến gót chân và bàn chân.
Bởi vì linh mạch này nối với mặt đất, nên còn được gọi là linh mạch đại địa. Linh mạch đại địa được kết nối với linh mạch trung thiên ở phần đan điền, phần được kết nối tạo thành một điểm nút, được gọi là linh khiếu thiên địa. Quá trình mở linh mạch thiên địa cũng giống như quá trình mở ra linh mạch trung thiên. Giữa trời đất, một loại linh khí khác bị anh hấp thu vào trong cơ thể, sau đó thông qua vòng xoáy chân nguyên chuyển hóa thành linh khí, rót vào trong linh mạch đại địa. Lúc này, Ngộ Bình phát hiện ra rằng linh nguyên trong linh mạch trung thiên khác với linh nguyên trong linh mạch đại địa, chúng đều có những đặc điểm riêng biệt. Nếu so sánh, linh nguyên chuyển hóa từ chân khí của chính anh tương đối trung tính, hoàn toàn có thể dung hợp với hai loại linh nguyên bên ngoài này. Phải mất một giờ để mở ra linh nguyên đại địa, thời gian đã được rút ngắn. Anh hỏi Truy Điện, thời hạn mở ra những linh mạch này là bao lâu? Truy Điện, mỗi tu sĩ mỗi khác, chắc hẳn cậu có thể tự cảm nhận. Ngộ Bình phát hiện mình đã sử dụng chưa đến 1/5 linh lực mà mình tích trữ, anh có thể tiếp tục mở nó, vì vậy anh đã đi mở linh mạch thứ 3 sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi. Linh mạch thứ 3 và thứ 4 lần lượt chạy trên cánh tay trái và phải, chạy qua 10 ngón tay, lần lượt là linh mạch trái và linh mạch phải. Khi hai linh mạch này được kết nối với nhau, Ngộ Bình phát hiện ra rằng nó nằm trong xương sống, kết nối với linh mạch trung thiên, tạo thành một điểm nút. Điểm nút rất phức tạp và có 3 loại linh khí chuyển động bên trong, được gọi là linh khiếu trái phải. Ngộ Bình cũng có ý định mở tiếp, anh tiếp tục mở ra các linh mạch thứ 5 đến thứ 8. 4 linh mạch này đều nằm ở ngực và bụng, kết nối các bộ phận và cơ quan khác nhau. Trong số đó, linh mạch kết nối xương của toàn bộ cơ thể được gọi là linh mạch xương, linh mạch kết nối 5 cơ quan nội tạng được gọi là linh mạch ngũ tạng. Linh mạch kết nối lục phủ gọi là linh mạch lục tạng, linh mạch kết nối mạch máu được gọi là linh mạch máu. Khơi thông 4 linh mạch này không khó, nhưng khó khăn nhất chính là linh mạch thứ 9. Linh mạch này được kết nối với linh mạch trung thiên và dẫn đến não. Các linh mạch thứ 10, 11 và 12 ở phía sau đều nằm trong não và có các chức năng khác nhau. Lúc này, linh lực trong cơ thể Ngô Bình đã không còn bao nhiêu. May mắn thay, anh có một sự hiểu biết đầy đủ về cơ thể của mình, không có nguy hiểm nào. Đến trưa ngày hôm sau, linh mạch thứ 9 được mở. Trường lực do linh mạch hình thành sinh ra hiệu quả thần kỳ, đại não của anh lập tức trở nên cực kỳ minh mẫn, trí tuệ cũng tăng lên mấy lần. Sự thay đổi này khiến việc mở ra 3 linh mạch tiếp theo trở nên dễ dàng hơn rất nhiều và anh đã mở ra từng linh mạch trước khi trời tối. Khi linh mạch thứ 12 được mở ra, trường lực do linh mạch xung quanh hình thành trong nháy mắt hợp nhất với nhau, tạo thành một pháp trận hoàn chỉnh và thần bí, không ngừng tôi luyện linh hồn và thể xác của Ngô Bình. Ngô Bình được gột rửa trong trường lực của chính mình, anh cảm thấy sảng khoái về thể chất và tinh thần, bất giác 3 ngày đã trôi qua. 3 ngày sau, Ngô Bình mở mắt ra và thấy rằng mình đã hoàn toàn thay da đổi thịt, anh có sự tiến bộ rõ rệt. Hơn nữa, trong não của anh, ở vị trí giữa hai lông mày, trường lực của linh mạch đã sản sinh ra một ý niệm mạnh mẽ ở đây, được gọi là linh niệm. Linh niệm khác với nguyên thần, nó thuần túy hơn, không có ý thức, chỉ là một loại năng lượng. Ngay khi Ngô Bình điều khiển ý nghĩ, những linh niệm có thể được phát ra theo ý muốn, tạo ra các loại hiệu quả thần kỳ. Ngô Bình không ngờ trong lúc vô tình anh đã đột phá cảnh giới linh niệm. Có linh niệm thì anh có thể làm nhiều thứ, ví dụ luyện đan. Tu sĩ thông thường muốn luyện ra linh niệm có rất nhiều khó khăn, hơn nữa chất lượng linh niệm không thể bằng được Ngô Bình. Anh thì khác, anh không chỉ có linh nguyên thiên phẩm mà còn có 12 linh mạch tạo thành linh trận hoàn hảo. Nếu giờ có người tiến hành kiểm tra linh niệm của Ngô Bình thì sẽ phát hiện linh niệm của anh cũng là thiên phẩm. Luyện ra linh niệm chỉ là bắt đầu, sau đó còn cần dùng linh niệm để luyện các linh thuật. Tất nhiên linh niệm càng mạnh thì linh thuật có thể tu luyện càng mạnh. Nhưng công pháp Ngô Bình có được quá cơ bản, bên trong không có ghi linh thuật. Muốn luyện linh thuật anh cần nghĩ cách tìm được sách cổ tu luyện linh thuật. Lúc này anh nhớ ra một chuyện. Ngày xưa anh bị vây ở trong thôn, tự xưng là con cháu nhà họ Hoàng ở Trương Thành. Tộc trưởng đã cho người đưa tin, kết quả thực sự đã lấy được 5 triệu tiền vàng, còn nhận được thư viết rằng đến Trương Thành gặp ta. Anh suy nghĩ một lúc, nói với Truy Điện, tối nay ta muốn đi gặp một người. Truy Điện hỏi, ai thế? Ông cả nhà họ Hoàng, sau đó nói ra mọi chuyện,
Truy Điện nghe xong thì cũng thấy lạ, cho không 5 triệu tiền vàng, còn viết thư cho cậu, đối phương có ý gì vậy? Ngô Bình, Truy Điện, ngươi biết gì về nhà họ Hoàng không? Truy Điện, ta ít sống ở Trương Thành, không biết nhiều, chỉ biết nhà đó rất giàu, có cao thủ trấn giữ. Ngô Bình, nguyên nhân gì thì gặp người đó là biết. Nhà họ Hoàng rất nổi tiếng tại Trương Thành, Ngô Bình kéo đại một người trên đường để hỏi là biết nhà đó ở đâu. Chẳng bao lâu anh đã đến trước cổng nhà, người trông cửa hỏi anh là ai, anh đưa thư cho người đó và nói, tôi tìm ông cả nhà họ Hoàng. Hãy giao như này cho ông Hoàng sẽ biết tôi là ai. Người đó quan sát anh, bảo anh đợi rồi vào báo. Mấy phút sau người đó quay lại, cười tươi bảo anh, ông cả cho mời. Ngô Bình được mời đến một đại sảnh sang trọng, nơi có một người đàn ông trung niên đang đợi anh. Người đàn ông trung niên này mặc một chiếc áo choàng màu vàng, nở nụ cười trên khuôn mặt. Lúc Ngô Bình đi vào, ông ta cười nói, cuối cùng tôi cũng đợi được cậu. Ngô Bình chắp tay, tôi là Lý Huyền Bình, cảm ơn ông đã tặng tôi 500 tiền vàng. Người đàn ông trung niên cười nói, khi tôi nhận được bức thư đó, tôi biết rằng có người đã bị đám người miền núi bắt lại. Ngô Bình, vậy là ông liền cho không họ 500 tiền vàng. Người đàn ông trung niên cười nói, nhưng nếu tôi không cho, cậu có thể sẽ chết, tôi tình nguyện lấy 500 tiền vàng để cứu một mạng người. Ngô Bình gật đầu, ông thật nhân từ. Người đàn ông trung niên, tôi tên là Hoàng Văn Sương, mọi người quen biết đều gọi tôi là ông cả Hoàng. Ngô Bình, không dám, tôi sẽ gọi ông là ông Hoàng. Hoàng Văn Sương mỉm cười, cậu muốn gọi tôi là gì cũng được. Cậu bạn à, tôi thấy cậu cũng là người tu hành đúng không? Ngô Bình, tôi vừa mới luyện ra linh niệm. Hoàng Văn Sương giật mình, cậu đã luyện ra linh niệm sao? Cậu còn trẻ thế mà đã có linh niệm, cậu bạn à, tiền đồ của cậu vô cùng rộng mở. Ngô Bình, không dám, tôi chỉ luyện bừa mà ra thôi. Hoàng Văn Sương liền hỏi, cậu đã luyện linh thuật chưa? Ngô Bình, thành thật mà nói, tôi đến gặp ông Hoàng chỉ để tìm nơi tôi có thể mua linh thuật. Hoàng Văn Sương cười, cậu tìm tôi là cậu đã tìm đúng người rồi. Tổ tiên của nhà họ Hoàng chúng tôi thực sự có một nhân vật lớn. Vị tổ tiên này để lại rất nhiều công pháp, bao gồm cả linh thuật. Ngô Bình cười nói, vậy không biết tôi có thể xem thử một linh thuật của ông Hoàng không? Hoàng Văn Sương gật đầu, đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng linh thuật này đều không truyền ra ngoài, hơn nữa thứ mà nhà họ Hoàng chúng tôi truyền lại chính là linh thuật cấp 7 cực mạnh. Truy Điện nói với Ngô Bình rằng có nhiều cấp độ linh thuật, cấp độ càng cao thì sức mạnh càng lớn. Đương nhiên, linh thuật cao cấp có yêu cầu cao đối với tu vi và thể chất, không phải ai cũng có thể luyện được. Linh thuật cấp 7 đúng là linh thuật tương đối mạnh. Phải làm sao ông Hoàng mới có thể cho tôi xem linh thuật, Ngô Bình hỏi thẳng vào vấn đề. Hoàng Văn Sương, cậu bạn à, cậu còn trẻ như vậy đã có linh niệm, tương lai vô cùng sáng lạn. Tôi hy vọng sau này cậu trở thành cao thủ thì có thể quan tâm đến nhà họ Hoàng chúng tôi. Ngô Bình biết, đương nhiên. Hoàng Văn Sương mỉm cười, được rồi, chúng ta cứ quyết thế nhé. Cậu bạn, hãy đi theo tôi. Sau đó, Hoàng Văn Sương đưa Ngô Bình đến một thư phòng, ông ta nhấn công tắc và một cánh cửa mở ra trên tường. Sau khi vào cửa, có một căn phòng bí mật bên trong. Trong phòng không có nhiều thứ, chỉ có mấy cái hộp nhỏ. Hoàng Văn Sương mở ra một cái hộp gỗ, lấy ra ba quyển sách nhỏ, cười nói, cậu bạn, đây là ba linh thuật mà nhà họ Hoàng chúng tôi truyền lại, chính là linh thuật cấp 7, cấp 6 và cấp 5. Lúc đầu, tổ tiên nhà họ Hoàng chúng tôi đã luyện tập linh thuật cấp 5, linh thuật cấp 6 chỉ luyện một nửa, linh thuật cấp 7 chưa bao giờ luyện thành công. Tôi hy vọng cậu có thể luyện thành công linh thuật cấp 7. Ngô Bình, cảm ơn. Anh cầm lấy ba quyển sách nhỏ, được mời vào một khu nhà biệt lập, Truy Điện cũng được dẫn qua. Ngô Bình lấy cuốn sách linh thuật cấp 7 và đọc sơ qua. Công pháp này gọi là truy hồn thủ, một khi luyện thành công có thể trực tiếp khiến đối phương linh hồn xuất thể, uy lực tương đối mạnh. Truy Điện cũng đi tới xem một chút, nói cậu bạn, cậu không thấy kỳ quái sao? Ngô Bình hỏi, có gì lạ? Truy Điện, dựa trên sự hiểu biết của tôi về thế giới này, lòng tốt và lòng nhân từ đều là ngụy trang. Trên thế giới này,
nếu nhân từ và tốt bụng thường không có kết quả tốt. Ngô Bình, vậy ngươi cho rằng nhà họ Hoàng cho ta tu luyện linh thuật nhất định có mục đích khác? Truy Điện, chắc chắn có. Ngô Bình, vậy ngươi cảm thấy nhà họ Hoàng muốn ở ta cái gì? Truy Điện, linh thuật cậu tu luyện tên là truy hồn thủ, có thể lấy ra linh hồn người khác, phương pháp này quá lợi hại. Ngô Bình, chà, nó thực sự thú vị đấy. Nếu điều khiển được linh hồn của ai đó là có thể giết người đó rồi. Truy Điện lắc đầu, ý tôi muốn nói là, nhà họ Hoàng không có ai có thể tu luyện truy hồn thủ, nói không chừng sẽ lợi dụng cậu để tu luyện nó. Ngô Bình híp mắt, ta tu luyện thành công thì liên quan gì tới họ? Truy Điện thở dài, trên đời này có một loại công pháp tên là thuật đoạt linh, là linh thuật cấp 6. Sử dụng thuật đoạt linh có thể lấy đi tu vi của người khác và sử dụng nó cho chính mình. Ngô Bình sửng sốt, có linh thuật như vậy sao? Truy Điện, thuật đoạt linh có thể đoạt đi linh thuật cấp 8. Cậu tu luyện linh thuật cấp 7, tất nhiên có thể bị lấy đi. Ngô Bình híp mắt, nói như vậy, lão tổ nhà họ Hoàng vẫn còn sống. Truy Điện, có thể không còn sống, có thể là những thành viên khác của nhà họ Hoàng muốn linh thuật này. Ngô Bình cười lạnh, họ dám tính kế ta à, tìm nhầm người rồi. Truy Điện, nếu cậu chuẩn bị sẵn sàng thì không cần phải sợ họ, khi cậu luyện thành truy hồn thủ, toàn bộ nhà họ Hoàng sẽ không phải là đối thủ của cậu. Ngô Bình gật đầu, không nói nhiều nữa, ta lập tức tu luyện truy hồn thủ. Linh thuật là việc sử dụng linh niệm. Linh niệm của Ngô Bình rất mạnh, là linh khí thiên địa, tu luyện linh thuật cấp 7 cũng không khó. Lúc Ngô Bình tu luyện linh thuật, Hoàng Văn Sương đến một khu nhà. Cổng khu nhà mở to, một thanh niên đang luyện quyền trong sân. Người đó khí thế hiên ngang, nhưng mắt trái bị mù, mặt đầy những vết đao đáng sợ. Hoàng Văn Sương đến trước mặt thanh niên, tỏ vẻ nịnh bợ, Nguyên Tinh, bố nói cho con một tin tốt. Thanh niên này là con trai Hoàng Văn Sương, tên Hoàng Nguyên Tinh. Hắn ngừng luyện quyền, lạnh lùng hỏi, có gì nói đi. Hoàng Văn Sương cười nói, hôm nay có một người đến nhà chúng ta. Người này chưa đến 20, nhưng đã có linh niệm rồi. Người Hoàng Nguyên Tinh khẽ run lên, sau đó lạnh nhạt nói, có linh niệm thì sao? Không phải con cũng có linh niệm sao? Hoàng Văn Sương nghiêm mặt nói, nhưng bố cảm thấy tên này rất bất phàm, cậu ta có thể là đời đầu. Hoàng Nguyên Tinh biến sắc, đời đầu. Hoàng Văn Sương gật đầu. Nói, một thời gian trước có một tên nhà quê đến tìm bố, đưa đến một bức thư nói rằng con cháu nhà họ Hoàng chúng ta ở thôn họ, bảo bố đưa người đó 500 tiền vàng để tiêu. Hoàng Nguyên Tinh, nhìn đã biết là lừa đảo, bố vẫn đưa à? Hoàng Văn Sương cười nói, bố không từ chối mà hỏi kỹ người nọ. Sau khi hỏi thì bố đoán người viết thư rất có khả năng chính là đời đầu tiên đến thế giới này. Con cũng biết mà. Những tu sĩ đời đầu này đều là những cường giả cấp bậc thiên kiêu của các thời không. Thiên phú và khả năng lĩnh ngộ của họ hơn xa chúng ta. Thế nên bố đã đưa linh thuật của nhà họ Hoàng chúng ta cho cậu ta tu luyện, Hoàng Văn Sương nói, Nguyên Tinh, không phải con cũng tu luyện thuật đoạt linh rồi sao? Sau khi cậu ta luyện xong thuật truy hồn thủ thì con hoàn toàn có thể cướp linh thuật của cậu ta. Hoàng Nguyên Tinh nhắm mắt, nhưng bố liệu có nghĩ đến? Một người đời đầu còn học được linh thuật thì chúng ta đâu thể đánh lại. Hoàng Văn Sương bật cười, giờ cậu ta có ấn tượng tốt với bố. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần dùng một số thuốc là có thể khiến cậu ta ngất đi. Hoàng Nguyên Tinh im lặng một lúc, cuối cùng vẫn không kìm nổi, hắn hỏi, bố có chắc người đó tin tưởng bố không? Hoàng Văn Sương, chắc mà, dù sao trước đó bố cũng giúp cậu ta. Nguyên Tinh. Chỉ cần con có linh thuật cấp 7 là có thể báo thù tên khốn kiếp nhà họ Hải. Hoàng Nguyên Tinh trầm mặc chốc lát, nói chuyện này chúng ta nhất định phải cẩn thận, nếu không nhà họ Hoàng chúng ta có thể bị diệt. Hoàng Văn Sương nói, Nguyên Tinh, đừng lo lắng, chuyện này tuyệt đối an toàn. Ở bên khác, Ngô Bình nhanh chóng luyện thành linh thuật cấp 7 truy hồn thủ. Còn hai linh thuật khác thì anh không có hứng thú tu luyện, cấp bậc quá thấp. Lúc này tay phải anh vồ một cái, linh niệm chấn động, trong hư không xuất hiện một bàn tay năng lượng cực lớn, nó chộp lấy một cây đại thụ trên mặt đất. Ngay khi không khí ngưng tụ, bàn tay to đã nắm lấy một bóng cây.
Cây đại thụ mặc dù không có linh hồn nhưng lại có linh tính, truy hồn thủ có thể cướp đi của nó một ít linh tính. Truy điện mở to mắt và thốt lên, thật tuyệt vời. Cậu thậm chí còn có thể lấy đi linh hồn của một cái cây. Ngô Bình nói, đây không phải linh hồn của cây mà là linh khí nó tích lũy mấy trăm năm, nói xong, anh trả lại bóng cho cây. Cây đại thụ vừa rồi mất đi linh tính, lập tức trở nên xám xịt. Bây giờ nó lấy lại được linh tính, lập tức tràn đầy sức sống. Truy điện, đây là một linh thuật cấp 7, cậu đã học được nó ngay lập tức, xem ra cậu nên tu luyện một linh thuật cao cấp hơn. Ngô Bình cũng có ý định này, anh hỏi, tôi có thể tìm thấy linh thuật cấp cao hơn ở đâu? Truy điện, vậy chúng ta phải đến thành phố lớn và tìm cách trà trộn vào những thế lực hàng đầu. Thế lực hàng đầu, chẳng hạn như... Truy điện suy nghĩ một lúc và nói, cách đây hơn 3.900 dặm có một tòa thành tên Ngũ Đế. Trong thành có Ngũ Đế Môn, Ngũ Đế chính là năm siêu cao thủ. Họ đã từng thi đấu trong một trận đấu thị trấn nhỏ trong suốt nửa năm, để lại nhiều truyền thừa. Sau đó, một số tu sĩ đã đến thị trấn để quan sát và dần dần hình thành một môn phái, Ngũ Đế Môn. Từ đó, thị trấn dần dần thịnh vượng và hình thành thành Ngũ Đế như hiện nay. Ngô Bình hỏi, có phải Ngũ Đế rất mạnh không? Truy điện cười nói, bọn họ đều là cao thủ đã tiến vào bốn cảnh giới lớn, cậu cảm thấy bọn họ có mạnh không? Vậy có người tiến vào cảnh giới thứ năm chưa? Truy điện lắc đầu, theo tôi biết thì hẳn là không có. Cảnh giới lớn thứ tư gọi là cảnh giới thiên đế, Ngũ Đế chỉ đột phá cảnh giới nhỏ thứ nhất, rất nhanh sau đó liền mất. Ngô Bình sửng sốt, Ngũ Đế đều mất rồi sao? Truy điện gật đầu, Ngũ Đế vốn có thể rời đi nơi này, nhưng vì theo đuổi cảnh giới cao hơn mạnh hơn nên quyết định mạo hiểm ở lại, năm nhân vật lớn cứ như vậy mà chết đi, thật đáng tiếc. Ngô Bình im lặng, lúc đó anh sẽ lựa chọn thế nào, sẽ chọn ở lại hay bình yên rời đi? Truy điện nhìn anh, nói, đừng nói cậu muốn học theo Ngũ Đế nhé. Ngô Bình cười nói, chúng ta đi thành Ngũ Đế trước đi, ta muốn biết năm đó Ngũ Đế đạt tới cảnh giới gì. Truy điện, đừng lo lắng, cậu vẫn còn hơn 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, hãy cố gắng tu luyện và cố gắng tiến vào cảnh giới lớn thứ hai. Ngô Bình, cảnh giới lớn thứ hai là cái gì? Trong mắt Truy điện tràn đầy khao khát, nó nói cảnh giới lớn thứ hai tên là cảnh giới vĩnh thần. Ngô Bình, cảnh giới vĩnh thần cũng sử dụng linh niệm sao? Truy điện, còn sớm mà. Linh niệm sẽ thay đổi mấy lần mới có thể tiến vào cảnh giới vĩnh thần. Lúc này, Hoàng Văn Sương bưng một cái nồi tới, cười nói, cậu bạn, đây là cháo thịt bò tôi nấu cho cậu nếm thử xem. Nhân tiện tôi mang cho cậu một bộ công pháp nữa, hy vọng sẽ hữu ích cho cậu. Ngô Bình tiếp nhận bộ công pháp, trong đó thực sự viết các phương pháp tu luyện của ba cảnh giới nhỏ phía sau cảnh giới linh khu, anh mỉm cười và nói cảm ơn ông Hoàng. Hoàng Văn Sương nói, tôi biết rằng cậu giờ rất cần những công pháp này. Cậu cứ tu luyện từ từ, giờ chúng ta hãy ăn cháo trước. Vừa nói, ông ta vừa múc cháo vào bát. Ngô Bình cảm ơn, thấy cháo vẫn còn nóng, anh nói chuyện với Hoàng Văn Sương và đặt bát sang một bên. Truy điện cách đó không xa, nó liếc thấy không có người chú ý, liền vươn đầu một hơi húp sạch cháo trong bát. Khi Hoàng Văn Sương phát hiện ra thì đã quá muộn. Ông ta ôi chao một tiếng, con ngựa này sao lại tham ăn như vậy? Ngô Bình cười nói, kệ đi, để nó ăn. Hoàng Văn Sương cực hận Truy Điện, nhưng chỉ đành cầm nồi rời đi. Ông ta vừa đi, Truy Điện nói, trong cháo này có thuốc, trong người tôi lại không có cảm giác khó chịu. Ngô Bình lại gần ngửi ngửi, nói, loại thuốc này phải kết hợp với các loại thuốc khác mới có hiệu quả. Hoàng Văn Sương rất cẩn thận. Trước tiên hạ một nửa số thuốc. Truy điện, sau khi ông ta đưa cho cậu công pháp, hãy mau chóng tu luyện. Ngô Bình đã sở hữu linh niệm, cũng đã tu luyện linh thuật, tiếp đó anh có thể tu luyện cảnh giới nhỏ thứ tư, cảnh giới linh binh. Cảnh giới linh binh rất thú vị, trước tiên phải luyện linh nguyên của chính mình thành linh lực, sau đó dùng linh lực để điều khiển binh khí. Linh lực có thể khắc các trận pháp và kinh mạch trên lưỡi kiếm. Từ đó làm cho lưỡi kiếm ngày càng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên muốn tạo linh binh thì trước hết phải tìm được một cây đao tốt. Trước khi tu luyện, anh hỏi Truy Điện, người có vũ khí tốt nào trong tay không?
Truy Điện trợn tròn mắt, có thì cũng có. Nó là một thần binh, giá trị khổng lồ. Ngô Bình cười lạnh, đừng nói nhảm nữa, người muốn bao nhiêu cứ nói đi. Truy Điện, 1 triệu đồng tiền tử tinh. Ngô Bình trợn to hai mắt, 1 triệu tiền tử tinh, sao ngươi không đi cướp luôn đi? Truy Điện hừ lạnh, không mua thì thôi, tôi sẽ bán nó cho người khác. Ngô Bình suy nghĩ một lúc, hỏi thần binh gì vậy, có thể cho ta xem không? Truy Điện, được, tôi sẽ cho cậu mở rộng tầm mắt. Nói xong người nói run lên, sau đó một thanh kiếm ngắn rơi ra từ dưới bụng ngựa. Thanh kiếm này dài khoảng 1 thước 2, bên trên có khắc hoa văn cổ xưa. Ngô Bình rút kiếm ra, thấy ánh sáng lạnh toát ra khắp nơi, lông tơ dựng đứng cả lên. Anh kinh ngạc, nói kiếm sắc quá. Truy Điện, kinh ngạc lắm đúng không? Nó là bảo bối mà một thiên đế để lại, một chủ nhân của tôi có được. Nhưng người đó không may mắn, vừa có được kiếm liền chết. Vẻ mặt Ngô Bình rất kỳ quái, Truy Điện, những chủ nhân của ngươi có phải bị ngươi khác chết không? Truy Điện tức điên, cậu nói linh tinh gì thế? Nếu không có tôi thì họ chết còn nhanh hơn. Ngô Bình vội nói, phải phải, ngươi thì lợi hại rồi. Truy Điện, đừng nói nhảm, 1 triệu cậu có mua không? Ngô Bình, có, nhưng tôi khất đã, khi nào có thời gian tôi sẽ luyện đan đi bán, đến lúc đó trả cả vốn lẫn lãi. Ngô Bình cầm lấy thanh kiếm, sau đó bắt đầu tu luyện cảnh giới linh binh. Cảnh giới này yêu cầu chuyển hóa linh nguyên thành linh lực, quá trình lại rất đơn giản. Một khi linh nguyên chấn động thì sẽ sản sinh ra một sức mạnh rất to lớn, đây chính là linh lực. Linh nguyên của anh có chất lượng cao, linh lực sản sinh ra tất nhiên cũng có chất lượng cao, hơn xa người thường. Chẳng mấy chốc linh lực đã không ngừng ùa vào thanh kiếm. Trong thân kiếm có khắc kinh mạch. Kinh mạch được nhắc cần tương ứng với bản thân linh trận, thế nên Ngô Bình dựa theo ngoại lực, để linh lực tự chuyển động. Lúc này 12 loại linh lực của 12 linh mạch lần lượt đi vào kiếm, chúng khắc lên những kinh mạch khác nhau. Những kinh mạch này sẽ phối hợp với linh mạch của Ngô Bình, sau này khi tung chiêu thì anh có thể người kiếm hòa làm một. Thanh kiếm ngắn tựa như một bộ phận cơ thể của anh vậy. Tu luyện cảnh giới linh binh là một quá trình dài, Ngô Bình bế quan suốt 3 ngày. Trong 3 ngày Hoàng Văn Sương đến vài lần, thấy anh đang tu luyện thì không đi vào làm phiền. Hôm nay Ngô Bình mở mắt ra, anh thả lỏng tay, thanh kiếm bay lên không trung, sau đó đâm vào một tảng đá trong sân. Vèo! Ánh kiếm nhanh như chớp, tảng đá cứng như sắt thép bị chém làm đôi, trên mặt cắt có hoa văn kỳ lạ. Ngô Bình ngoắc tay phải ra sau, thanh đoản kiếm lập tức quay trở lại cạnh anh. Truy Điện chạy tới nhìn mặt cắt của tảng đá rồi kinh ngạc nói, kiếm mạnh quá. Cậu có nhìn thấy các đường vân này không? Chúng được tạo thành từ linh lực đấy, nếu ai mà bị chúng một kiếm này thì sẽ bị mất hết lực chiến đấu ngay. Ngô Bình gật đầu, lực sát thương của linh binh đúng là rất mạnh. Trước khi đến đây, ta từng tu luyện kiếm pháp thiên phẩm rồi nên cũng hiểu đôi chút về thuật ngự kiếm. Truy Điện, linh lực có rất nhiều cách sử dụng, sau này cậu phải tìm hiểu nhiều vào. Ngô Bình vừa nghỉ ngơi một lát thì Hoàng Văn Sương lại đến, lần này ông ta xách theo một giỏ hoa quả rồi cười nói, tiểu huynh đệ, quả tôi vừa hái đấy, cậu nếm thử đi. Cảm ơn Hoàng Đại Tiên Sinh, Ngô Bình nói. Hoàng Văn Sương bỏ hoa quả lên bàn, sau đó nhìn về phía Truy Điện đang ở trong sân rồi cười nói, ê ngựa, nếu ngươi cũng thích ăn thì lát ta sẽ sai người đi hái cho. Ngô Bình, không cần đâu, nó không thích ăn hoa quả, nói rồi. Anh cầm một quả lên ăn. Thấy thế, Hoàng Văn Sương thầm thở phào một hơi rồi nói, tiểu huynh đệ, tôi đã chuẩn bị rượu thịt, chúng ta làm vài chén, tiện thể tôi sẽ giới thiệu nguyên tinh cho cậu làm quen. Ngô Bình, được. Thấy Ngô Bình đã ăn 2 quả thì Hoàng Văn Sương mới rời đi. Ông ta vừa đi thì Ngô Bình đã nhổ hết hoa quả ra, ngay khi anh ăn thứ này thì linh lực đã bao trùm lấy chúng. Vì thế anh chưa thật sự tiếp xúc với loại quả này nên đương nhiên không bị trúng độc. Truy Điện nói, chắc lát ông ta sẽ bỏ một loại thuốc khác vào rượu thịt. Ngô Bình thờ ơ nói, điều gì đến thì sẽ đến. Không lâu sau, anh đã đến buổi tiệc rượu của Hoàng Văn Sương. Con trai của ông ta là Hoàng Nguyên Tinh cũng đang ở đây, hắn rất lạnh lùng, chỉ chào Ngô Bình một tiếng xong là im bặt.
Hoàng Văn Sương đích thân rót rượu cho Ngô Bình rồi cười nói, tiểu huynh đệ, chúng ta gặp gỡ nhau thế này là cái duyên, nào, tôi mời cậu ba chén. Rượu họ uống cùng chung một bình nên sẽ không khiến ai nghi ngờ. Ngô Bình uống liền ba chén xong thì Hoàng Văn Sương càng cười tươi hơn, ông ta lại nói chuyện quanh co một hồi nhằm chờ thuốc ngấm. Đột nhiên Ngô Bình cau mày nói, Hoàng Đại Tiên Sinh, tự nhiên tôi thấy khó chịu quá. Hoàng Văn Sương sáng mắt lên hỏi, thế à, cậu khó chịu ở đâu? Ngô Bình, cả người tôi không còn chút sức lực nào cả. Hoàng Văn Sương cười phá lên nói, thế là đúng rồi. Nói rồi, ông ta đứng dậy, ngay sau đó có hai tên đàn ông to con giơ tay ra định bắt Ngô Bình. Anh lùi lại một bước rồi nói, Hoàng Đại Tiên Sinh, ông định làm gì thế hả? Hoàng Văn Sương cười khẩy nói, cậu bạn. Cậu đã trúng thuốc mà tôi mua về với giá cao rồi. Loại thuốc này sẽ khiến cậu mất hết sức lực trong vòng 3 ngày, sau đó cậu sẽ như cá nằm trên thớt. Ngô Bình, ông muốn gì? Hoàng Văn Sương đứng dậy nói, chắc cậu nghe nói đến thuật đoạt linh rồi đúng không? Ngô Bình, ông định dùng thuật ấy với tôi ư? Hoàng Văn Sương, đúng thế, linh thuật cấp 7 rất hiếm có, nếu tôi có được nó thì có thể đi trả thù được rồi. Ngô Bình thở dài nói, tuy tôi đã đoán ra trò của ông, nhưng vẫn thấy rất tiếc khi sự việc thật sự xảy ra. Hoàng Văn Sương, cậu yên tâm, tôi sẽ giữ nguyên xác cho cậu. Thuật đoạt linh rất ác độc, một khi thi triển thì người bị thi triển thuật này không chết cũng tàn tật, tuy còn sống nhưng không thể tu luyện được nữa. Ngô Bình giơ tay phải ra, lòng bàn tay anh lóe lên linh lực tia chớp. Thấy thế, Hoàng Văn Sương sững người rồi lắp bắp, cậu không sao ư? Ngô Bình, đương nhiên, Hoàng Văn Sương, ông ngạc nhiên lắm hả? Hoàng Văn Sương tái mặt, sau đó vội vàng lùi lại rồi dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Hoàng Nguyên Tinh. Lòng Hoàng Nguyên Tinh trùng xuống, hắn chợt tát vào mặt Hoàng Văn Sương rồi mắng, con đã bảo với bố đừng dùng cách này hại người rồi mà bố không nghe, giờ phải làm sao đây? Hoàng Văn Sương bị tát đến bật máu. Ông ta sững sờ rồi quỳ xuống trước mặt Ngô Bình, cậu bạn, xin cậu nể tình tôi đã chăm sóc cậu những ngày qua mà tha cho bố con tôi một con đường sống. Ngô Bình, tuyệt đối không được nhân từ với kẻ muốn hại mình, không thì là tàn nhẫn với chính mình, bố con ông đi thanh thản nhé. Anh vừa nói dứt câu thì có một thanh đoản kiếm bay ra, đầu của bố con nhà họ Hoàng đã rơi xuống đất. Sau khi giết họ xong, anh lại đi vào mật thất của nhà họ để mang hết những gì quý giá đi, sau đó cưỡi truy điện đến thành Ngũ Đế. Chuyến này, Ngô Bình muốn tìm được linh thuật mạnh hơn ở thành Ngũ Đế để tu luyện. Truy điện lao như tên bắn trên đường, hình như nó đang rất vui. Ngô Bình không nhịn được hỏi, truy điện, có con ngựa mẹ nào đang chờ ngươi ở thành Ngũ Đế hay sao mà ngươi hưng phấn thế hả? Truy điện, không phải một, mà là ba. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, ba ư. Sau đó, anh chợt nghĩ ra gì đó rồi hỏi, đừng nói là ngươi cũng có nhà ở thành Ngũ Đế nhé. Truy điện, một thành phố phồn hoa như thế thì mua nhà ở đó chắc chắn có giá trị cao. Ngô Bình như có điều suy nghĩ, hình như truy điện không đơn giản như vẻ bề ngoài. Truy điện, cậu bám chắc vào, chúng ta ít cũng phải đi mất 3 ngày đấy. Đoạn đường này có nhiều cướp lắm, cẩn thận vẫn hơn. Ngô Bình, có nhiều cướp ư? Truy điện, ừ, nhưng tuyến đường tôi đi thì khá an toàn. Ngô Bình, tại sao? Đơn giản thôi, vì đường tôi đi không có hoặc có ít người đi. Ít người qua lại đây lắm nên giặc cướp cũng ít. Hơn nữa, người đi đường nhỏ này thường không có tiền. Sau đó, nó bổ sung thêm một câu, dù có cướp cũng không sao, tôi nằm ra đất giả chết, còn cậu chạy đi là xong, chúng ta hẹn gặp ở thành Ngũ Đế. Truy điện chạy thêm mấy trăm dặm nữa thì tiến vào một con đường nhỏ hẻo lánh. Lúc này trời đã tối, Ngô Bình kiến nghị nên tìm chỗ nào nghỉ lại, trùng hợp thế nào cách đó không xa lại có một con phố. Con phố này thuộc loại hình tự phát, do người dân sống quanh đây tự tạo nên. Con phố này dài chừng 3 dặm, có đủ kiểu nhà cửa ở đây. Ngay khi đến đây, Ngô Bình đã bị thu hút bởi một quán rượu, mùi rượu ở đây rất đặc biệt. Anh dừng ngựa rồi nói, Truy Điện, chúng ta vào ăn chút gì rồi tìm nơi ở. Truy Điện, đi tìm chỗ ở đã rồi ăn sau.
Ngô Bình gật đầu, cũng được. Đối diện quán rượu có một nhà trọ, anh đã đánh ngựa đến đó. Vừa vào đến cửa, anh đã thấy có ba kẻ trông hung ác đi ra, họ thấy Ngô Bình cưỡi ngựa, trên lưng ngựa lại có nhiều túi lớn túi bé thì lập tức nổi lòng tham. Một tên tóc vàng lạnh giọng nói, tên trộm to gan, dám cướp ngựa ta, chán sống rồi hả? Ngô Bình ngẩn ra, cướp ngựa ư, nhưng anh chợt hiểu ra ngay, tên này đang cố vu vạ cho mình, mục đích là chiếm ngựa cùng đồ đạc của anh. Anh đứng dậy rồi ngoái lại lườm tên đó, hỏi anh có chắc đây là ngựa của mình không? Tên đó hừ mạnh nói chắc. Ngô Bình, nếu là ngựa của anh thì chắc anh phải biết nó đang chở cái gì trên lưng đúng không? Tên đó cười khẩy, là gì thì ta không phải nói với ngươi, đồ trộm cướp, mau khoanh tay chịu trói, nói rồi, hắn đã tiến lên tấn công Ngô Bình. Tên đó giơ tay định bắt Ngô Bình nhưng hắn vừa thò tay ra thì đã bị Ngô Bình túm được, sau đó anh lật tay đánh ngã hắn xuống đất. Đầu gối của anh đè vào lưng của hắn, làm hắn đau đến mức kêu oai oái rồi xin tha. Ngô Bình, định dọa tôi à, anh cũng to gan đấy. Nói rồi, anh tăng lực lên, rắc một tiếng, hai cánh tay của tên tóc vàng đã bị bẻ gãy, hắn đau đến mức ngất xỉu. Những tên còn lại thấy thế thì kinh hãi, một tên nói, người có biết mình vừa đánh ai không? Chờ chết đi, nói rồi, cả bọn đều chạy biến mất. Truy điện bình tĩnh nói, ở cái nơi tồi tàn này thì bói đâu ra cao thủ, chúng ta cứ lấy phòng đi đã rồi xử lý bọn này sau. Ngô Bình cười nói, Truy điện, người có vẻ ghét bọn họ quá nhỉ? Truy điện thở dài, chủ nhân trước của tôi đã bị họ đánh chết ở đây, mà cũng tại tôi cơ, tôi đã cho chủ nhân ít tiền nên bọn đó mới nổi dã tâm. Ngô Bình, đánh chết cơ à? Truy điện khẽ gật đầu, có một nhà họ ác ở phố này, người cậu đánh ban nãy chắc cũng là người của hộ đó. Ngô Bình cười hỏi, người muốn báo thù không? Truy điện trầm mặc rồi nói, nếu được thì cậu hãy dạy lũ khôn ấy một bài học cho tôi. Ngô Bình gật đầu, được. Truy điện bổ sung thêm, à, nhà đó hoành hành ở đây như vậy là vì có một thiên tài, nghe đâu tu vi rất cao. Ngô Bình, cao đến đâu? Truy điện, hắn tên là Ác Phi, tu luyện linh thuật cấp 5 rồi, ngoài ra còn có một bộ linh binh rất lợi hại. Ngô Bình, thế thì sao chứ, yên tâm, ta sẽ trút giận thay ngươi. Sau khi thuê phòng xong, Ngô Bình đã bảo quán rượu ở đối diện mang cho mình một bàn nhắm. Anh chưa ăn được bao nhiêu thì đã có tiếng chửi bới ở trước cửa quán trọ. Người bên trong mau ra đây. Ngô Bình bỏ đũa xuống rồi nói, chắc là người nhà họ Ác. Anh đi ra ngoài thì nhìn thấy có mấy chục người đang đứng chặn trước cửa nhà trọ, chủ nhà trọ không dám chạy ra, cả khách thuê trọ cũng thế. Trông thấy Ngô Bình, tên tóc vàng vừa bị anh đánh đã hét lên, Tiểu Phi, là nó đấy. Người tên Tiểu Phi khoảng ngoài 20 tuổi, đó chính là Ác Phi, hắn cười lạnh nói, tiểu tử, dám động đến người nhà họ Ác ta, người chán sống rồi hả? Ngô Bình thờ ơ nói, câu này phải là tôi nói mới đúng. Anh muốn chết à? Ác Phi giơ tay phải lên cao, một thanh phi đao xuất hiện rồi lóe sáng, sau đó lượn vòng quanh ngón tay hắn ta với tốc độ rất nhanh. Hắn ta lạnh giọng nói, nếu ta mà tung thanh phi đao này ra thì người chết là cái chắc. Tiểu tử, người muốn bị chém đầu hay móc mắt? Ngô Bình, thanh đao này của anh không làm gì được tôi đâu, không tin thử mà xem. Ác Phi lắc đầu, mồm miệng ra phết đấy. Thế thì ta sẽ cắt lưỡi ngươi trước. Hắn ta vừa nói dứt câu thì thanh phi đan đã bay ra nhanh như điện về phía Ngô Bình. Cheng! Một thanh đoản kiếm bất chợt bay ra, nó lao đi cũng rất nhanh, sau đó chém thanh đao đứt làm đôi. Thanh phi đao mà Ác Phi chẳng dễ gì luyện chế được đã bị chém đứt đôi rơi xuống đất, linh khí nhanh chóng biến mất, hắn ta cũng bị phản phệ rồi hộc ra một ngụm máu. Tôi còn tưởng anh mạnh đến đâu. Hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi, Ngô Bình lắc đầy rồi vung tay lên, thanh đoản kiếm tiếp tục chĩa vào Ác Phi. Hắn ta vừa định xin tha thì đường kiếm đã sáng lên, còn đầu của hắn ta thì rơi xuống đất. Ngô Bình giết Ác Phi xong, thì những người khác đều sợ xanh mặt. Sau đó, anh quay lại phòng rồi đánh chén tiếp. Tin Ác Phi chết nhanh chóng truyền khắp phố, ai biết cũng đều bùng nổ rồi bàn tán xôn xao, hắn ta là trụ cột của nhà họ Ác.
giờ chết rồi thì kiểu gì cũng có nhiều người kéo đến nhà họ. Trong ngày hôm đó, 57 khẩu trong nhà họ Ác đã bị kẻ thù đến giết sạch, khi còn sống họ tung hoành ở con phố này và hại rất nhiều người vô tội nên giờ bị vậy cũng đáng. Ngô Bình vừa ăn xong thì chủ nhà trọ chạy đến hành lễ với anh rồi nói, hảo hán, cậu đã trừ gian cho nơi này, các hộ gia đình ở đây đều rất cảm kích và dâng quà tặng, mong cậu nhận cho. Ngô Bình ngạc nhiên vì có cả quà. Anh nói, nhà họ Ác đáng chết, mọi người không cần cảm ơn tôi. Chủ nhà trọ, hảo hán, họ đã để quà ở cửa rồi, mong cậu nhận cho. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi gật đầu, được, cảm ơn họ giúp tôi. Chủ nhà trọ đi rồi, Ngô Bình phát hiện đúng là có rất nhiều quà ở bên ngoài, tuy không phải đồ có giá trị nhưng đây là tấm lòng của mọi người dành cho anh. Ngô Bình chuyển hết đồ vào phòng xong thì nói với Truy Điện, mình đã nhận nhiều đồ như vậy thì ở lại đây vài hôm để tăng tu vi đi. Truy Điện, được, so với phí thời gian trên đường thì thà đột phá ở đây cho xong. Cứ thế, Ngô Bình đã ở lại đây tạm vài hôm, chủ nhà trọ cảm kích nên không lấy tiền của anh. Hơn nữa, quán ăn ở bên cạnh cũng mang đủ 3 bữa sang cho anh mỗi ngày hoàn toàn miễn phí. Ngô Bình hỏi ai mang đồ ăn đến thì chủ nhà trọ bảo mỗi ngày một người khác nhau. Ngô Bình mặc kệ, cứ thế ăn uống no say rồi tu luyện. Cảnh giới linh khu có 7 cảnh giới nhỏ, sau linh binh là đến linh uy. Cảnh giới này đã thông linh lạc và linh mạch trên toàn thân để mở linh hải, và còn có thể chuyển hóa thanh thuật thành một phần sức mạnh của cơ thể và chữ trong linh hải. Linh thuật tu hành càng nhiều thì linh uy càng mạnh, khi linh uy mạnh đến một trình độ nhất định thì còn có thể thay đổi cấu tạo vật chất. Linh thuật tu luyện càng mạnh thì linh uy càng lợi hại. Tu luyện ở cảnh giới linh uy không hề đơn giản, bước thứ nhất là nối liền linh mạch và linh lạc, cùng lúc đó đả thông linh lạc ở bên ngoài là một việc rất khó. Dẫu sao linh lạc cũng rất nhỏ, nó là sức mạnh kết nối linh mạch với các bộ phận của cơ thể. Khi đả thông linh lạc, Ngô Bình phát hiện mình đã thông 12 linh mạch xong thì có thể mở toàn bộ linh lạc trong người. Trong khi đó, các tu sĩ khác muốn mở linh lạc thì không thể thuận lợi như anh được, có người chỉ mở được 3 linh mạch, người thì mở được 5, thậm chí hầu hết chỉ mở được 1. Phẩm chất linh lực của Ngô Bình rất cao nên đương nhiên đã thông linh lạc cũng dễ hơn mọi người, anh chỉ mất hơn 2 ngày là đã đả thông hết linh lạc trong người, điều này khiến linh lực toàn thân hình thành một hệ thống sức mạnh. Hệ thống này vừa xuất hiện thì anh đã thuận lợi mở được linh hải luôn. Linh hải là nơi tích trữ linh nguyên, đồng thời còn có thể sinh ra linh lực nhiều hơn. Một khi có linh hải rồi thì dù đánh nhau lâu cũng không bị mất sức. Đương nhiên linh lạc với linh hải chỉ là điều kiện, mục tiêu cuối cùng vẫn là tu luyện linh thuật để giúp linh uy lớn mạnh hơn. Anh đã tu luyện linh thuật truy hồn thủ cấp 7. Lúc này, Ngô Bình huy động toàn bộ sức mạnh trong người để tạo thành một bàn tay lớn trong cơ thể, nó trôi nổi trong linh hải của anh. Đây chính là truy hồn thủ, sau đó khi thực lực và linh lực của Ngô Bình tăng lên, uy lực của truy hồn thủ cũng sẽ mạnh mẽ theo. Sau khi truy hồn thủ xuất hiện, quanh người Ngô Bình hình thành một loại linh uy, nó bắt nguồn từ linh lực mạnh mẽ, cũng từ uy lực của truy hồn thủ. Chờ Ngô Bình luyện thành thì đã là 9 ngày sau. Vậy là anh đã đến thế giới này 25 ngày rồi. Truy Điện, anh hãy tu luyện thêm nhiều linh thuật hơn, ở đây không còn gì để mình ở lại nữa rồi, chúng ta đến thành ngũ đế tiếp thôi. Ngô Bình, ừ, đi tiếp thôi. Tạm biệt chủ nhà trọ xong, Ngô Bình cưỡi Truy Điện tiếp tục đến thành ngũ đế. Trên đường, thi thoảng họ gặp vài tên cướp, nhưng không nguy hiểm nên chỉ 4 ngày sau là Ngô Bình đã đến thành ngũ đế. Khi anh đứng trước cổng thành thì thấy tòa thành này rất lớn, thành trương so với nơi này thì đúng chỉ là con kiến gặp con voi. Ai muốn đi qua cổng thành ngũ đế thì đều bị chặn lại hỏi, họ cần thông báo thân phận cùng mục đích đến đây, không thì sẽ không được vào và bị bắt lại. Ngô Bình mới đến đây nên chưa có thân phận, anh xếp sau một hàng người thật dài rồi nhỏ giọng hỏi Truy Điện, làm sao bây giờ? Ta tạo thân phận giả à? Truy Điện, không cần, trong túi tôi có ít đồ. Cậu lấy ra đi. Trước khi ra ngoài, Truy Điện luôn mang theo một cái túi, nó bảo Ngô Bình treo lên yên ngựa. Anh lấy cái túi xuống rồi mở ra thì thấy có một tấm lệnh bài cùng một phong thư. Trên tấm lệnh bài có viết một chữ bổ, mặt sau thì được khắc một con dấu phức tạp. Anh không khỏi tò mò hỏi, đây là thứ gì thế?
Truy Điện đắc ý nói, là lệnh bài của bổ đầu đấy, bổ đầu là một chức quan, có nó rồi thì cậu chính là quan rồi. Ngô Bình cười nói, ngươi lấy đâu ra thứ này thế? Truy Điện, tôi có một đời chủ nhân là tổng bổ đầu nên mới có. Ngô Bình, bổ đầu ấy cũng chết rồi à? Truy Điện thở dài nói, trong một lần bắt cướp, ông ấy đã bị giết rồi chết thê thảm lắm. Ngô Bình, thế tổng bổ đầu thuộc cơ quan nào? Nhân tộc gọi là phủ tuần tra đấy. Ngô Bình, phủ tuần tra do 12 cường giả mạnh nhất của nhân tộc quản lý, nơi này lập ra quy định và luật pháp, không một ai được làm trái luật. Đương nhiên cũng có vài người là ngoại lệ. Ngô Bình, thân phận tuần bổ này của tôi là giả à? Truy Điện, cũng không hẳn là giả, vì có thể mua được thân phận tuần bổ của phủ tuần tra. Ngô Bình tròn mắt hỏi, tuần bổ mà cũng mua được ư? Mất bao tiền thế? Truy Điện tỏ vẻ xót của, tôi cũng không nhớ ngày xưa mua mất bao nhiêu, nhưng bây giờ bét cũng phải hơn triệu tiền tử tinh đấy. À mà thân phận tuần bổ cấp 2 áo xanh này của anh còn có giá cao hơn. Ngô Bình hỏi kỹ ra mới biết tuần bổ của phủ tuần tra được chia thành 3 bậc 9 cấp. Tuần bổ có địa vị cao nhất là áo tím, sau đến áo vàng, cuối cùng mới là áo xanh. Ngô Bình nghe xong thì cười nói, chắc làm tuần bổ oai lắm nhỉ. Truy Điện, đương nhiên, cậu cứ khoe thân phận ra, đảm bảo không ai dám đắc tội. Quả nhiên khi đến lượt Ngô Bình, anh chỉ cần giơ lệnh bài ra thì mấy người phụ trách kiểm tra đã vội vàng khom người nói, ra là tuần bổ ra, mời vào hạ. Ngô Bình ngạo nghễ bước qua mặt họ rồi cười nói, vừa vào thành đã được làm tuần bổ ra rồi, được đấy. Truy Điện, nhưng giờ tuần bổ áo xanh không còn oai như trước nữa, mấy năm qua có rất nhiều người mua thân phận tuần bổ. Nó vừa nói xong thì Ngô Bình đã nhìn thấy có một tuần bổ áo xanh đeo lệnh bài bước từ phía đối diện tới. Theo sau người này có một tùy tùng. Anh xứng người hỏi, có bao nhiêu tuần bổ áo xanh? Truy Điện, riêng ở thành Ngũ Đế là trên chục nghìn người rồi. Ngô Bình trợn tròn mắt, gì mà nhiều thế? Truy Điện, có gì đâu mà ngạc nhiên, sau này còn nhiều hơn đấy. Chắc đến một ngày nào đó, đến nửa thành đều là tuần bổ áo xanh mất. Ngô Bình lắc đầu, tốn nhiều tiền mua một thân phận này thì không đáng. Truy Điện, với cậu thì không đáng vì cậu có thực lực, sau này chắc chắn sẽ tỏa sáng. Nhưng những người khác thì ngược lại, họ không thể đột phá tiếp được nên đành bỏ tiền ra mua thân phận. Ngô Bình, thế thân phận tuần bổ áo vàng có mua được không? Truy Điện, có chứ, nhưng có điều kiện nhất định, không phải ai cũng làm được. Đương nhiên, điều kiện cũng không khó lắm đâu, nghe nói chưa đến 1/10 tuần bổ áo xanh mua được thân phận tuần bổ áo vàng. Ngô Bình hỏi nó, người có lệnh bài của tuần bổ áo vàng không? Truy Điện nói ngay, không. Anh không tin lắm nhưng cũng không hỏi tiếp mà nói, không biết làm sao mới gia nhập Ngũ Đế môn được nhỉ? Truy Điện cười nói, thì tham gia tuyển chọn của họ. Ngô Bình, được tham gia thẳng à? Truy Điện, nhưng muốn tham gia thì phải nộp phí cao đấy, người bình thường không có đủ tiền nên đương nhiên không thể tham gia. Ngô Bình hỏi, bao nhiêu tiền? 100.000 tiền tử tinh, đệ tử xuất thân từ các gia đình bình thường có gom 10 đời cũng không đủ. Vì thế, những người bình thường mà có chút tư chất cũng phải chờ đến năm sau 30 tuổi mới có đủ tiền để tham gia tuyển chọn. Ngô Bình, thật không công bằng. Truy Điện không cho là vậy, công bằng công biết cái gì. Có người tư chất tốt, người tư chất kém, thế là công bằng à? Các cụ đã nói rồi. Nhất tiền tệ nhì trí tuệ, nên đừng lôi công bằng ra đây. Tham gia tuyển chọn thì sẽ được gia nhập Ngũ Đế môn à? Truy Điện lắc đầu, gì mà dễ thế, tuyển chọn xong còn phải tiến hành 3 vòng sàng lọc nữa. Hầu hết mọi người đều tại ở vòng này, ai trụ đến cùng mới được tham gia đại hội người mới của Ngũ Đế môn. Ngô Bình, đại hội người mới là gì? Tất cả những người qua được vòng sàng lọc thì đều là người mới. Nhưng không có nghĩa là đệ tử mới của Ngũ Đế môn đâu nhé. Thật ra đại hội này chính là một cuộc tỉ thí giữa các người mới với nhau, 100 người trụ lại cuối cùng mới là đệ tử thật sự của Ngũ Đế môn. Ngô Bình, lằng nhằng thế. Truy Điện, nhưng nếu trở thành đệ tử của họ rồi thì địa vị sẽ rất cao, nhiều người phải nể phục. Ngô Bình, thành đệ tử của Ngũ Đế môn rồi thì ta sẽ được tu luyện linh thuật à?
Truy Điện lắc đầu, không hẳn, cậu buộc phải thể hiện tài năng của bản thân thì mới có thể tiếp xúc với linh thuật cao thâm. À, cậu đừng lo chuyện này vội, cứ qua được mấy vòng tuyển chọn với sàng lọc đi đã. Ngô Bình cười nói, với tư chất của ta thì quá đơn giản. Truy Điện liếc mắt, thế à, thế thì thử đi. Ngô Bình ngẩn ra, người có ý gì thế hả? Định bảo ta sẽ trượt à? Truy Điện thở dài, kiểu tuyển chọn này mờ ám lắm, người có tư chất chưa chắc đã qua được. Ngô Bình nổi giận, ngũ đế môn chọn nhân tài cơ mà. Sao người có tư chất lại không qua được? Truy Điện ra hiệu cho Ngô Bình bình tĩnh rồi nói, có gì lạ đâu. Lẽ nào ở thế giới của cậu không có kiểu ấy chắc? Ngô Bình, cũng đúng. Cho nên phải đi móc nối quan hệ. Ngô Bình hỏi, nếu không móc nối quan hệ thì không qua được à? Truy Điện, cũng không hẳn, nhưng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, khó đến mức chưa ai qua được. Thế có mất tiền không, anh hỏi. Còn phải xem yêu cầu của cậu là gì, nếu chỉ muốn thông qua bình thường thì không mất nhiều đâu, 200.000 tiền tử tinh thôi. Ngô Bình cười mỉa, 200.000 tiền tử tinh, đừng mơ, một đồng ta cũng không đưa đâu. Anh đã trải qua chuyện tương tự rồi, người kiểm tra sẽ tùy ý chọn mức độ khó cho người tham gia dựa trên số tiền mà người dự thi bỏ ra. Nhưng Ngô Bình sẽ không làm thế, tuyệt đối không. Truy Điện cau mày nói, thôi cậu đừng có ngông nữa, sống ở thế giới này mà cứ tùy hứng như cậu thì chỉ có thiệt thân thôi. Ngô Bình nhìn nó rồi nói, ta không tùy hứng, mà là tự tin. Dù họ có nâng độ khó lên cao cỡ nào thì ta cũng có thể vượt qua được. Truy Điện, nhưng sau cùng còn có đại hội người mới nữa, hầu hết mọi người đều dùng tiền để qua vòng, cậu định tự lực cánh sinh chắc. Thì sao nào, Ngô Bình hỏi ngược lại, ta nghĩ dù ngũ đế môn có nát đến mấy thì cũng phải dành một con đường cho thiên tài thật sự chứ, nếu đến thế cũng không có thì không xứng để ta gia nhập. Truy Điện quan sát Ngô Bình rồi chợt cười nhăn nhở, được lắm. Thiên kiêu cần khí phách thế này. Nó ngập ngừng một lát rồi nói, chờ cậu thành đệ tử của ngũ đế môn rồi thì tôi sẽ nói cho cậu biết một chuyện. Ngô Bình luôn thấy Truy Điện rất thần bí, nhưng anh chưa hỏi, giờ nghe thấy thế cũng chỉ cười, Họ đi thêm một lát rồi vào một quán trọ, mức sống ở thành ngũ đế cao hơn thành Trương, trong khi đó quán trọ mà họ chọn khá cao cấp nên giá ở lại qua đêm là 50 tiền vàng, một mức giá không phải ai cũng vào ở được. Ngô Bình hỏi, sao ngươi bảo có nhà ở đây cơ mà? Sao chúng ta không đến đó ở? Truy Điện, giờ chưa phải lúc, cứ ở đây tạm đã. Thu xếp chỗ ở xong, Ngô Bình đã đến quán trà ở đối diện rồi gọi một cốc trà và nghe người ta đọc sách. Nhưng hầu hết mọi người đến đây để tán ngẫu chứ không phải nghe đọc sách. Anh nghe được một lúc thì có người ở bàn khác nói về lần tuyển chọn của ngũ đế môn. Anh lập tức cầm cốc trà của mình qua rồi gọi thêm ít hoa quả sấy. Thấy có người đến góp vui, mấy người kia chẳng cần giới thiệu mà kéo Ngô Bình vào trò chuyện luôn. Ngô Bình, bao lâu nữa thì đến lần tuyển chọn mới nhỉ? Không biết tôi có thể tham gia không? Một người nói, tiểu huynh đệ, cậu muốn tham gia cũng được thôi, nhưng cho tôi hỏi về gia cảnh của cậu. Ngô Bình, anh hỏi chuyện đó làm gì? Người kia cười nói, nếu nhà cậu có tiền thì cậu có thể tham gia, ngược lại thì thôi, vì phí đăng ký cũng không phải một con số nhỏ. Người khác nói, anh nói thế cũng bằng không, phí đăng ký đắt như thế thì sao người có gia cảnh bình thường nộp được. Ai mà lo được khoản ấy thì chắc chắn có cách gom tiền. Ngô Bình nói, nhà tôi cũng không đến nỗi, có khoảng 500.000 tiền tử tinh. Nghe thấy thế, mấy người kia có thái độ khác hẳn. Không ngờ nhà cậu giàu thế đấy, vậy thì không phải lo đâu. Hai ngày nữa, tuyển chọn sẽ bắt đầu, lần này có nhiều người tham gia lắm, nghe đâu đến cả chục nghìn người ấy. Ngô Bình giật nảy mình, nhiều thế ư. Thế thì riêng phí đăng ký thôi đã lên đến 1 tỷ tiền tử tinh rồi. Người khác nói, năm nay còn ít đấy, năm ngoái có đến 70.000 người tham gia cơ. Hai, giờ lắm người giàu thật đấy. Đâu như những người nghèo khổ cả tháng mới kiếm được mấy chục tiền vàng như mình. Ngô Bình rời khỏi quán trà rồi đi dạo trên phố mua ít đồ về ăn. Chỉ còn 2 ngày nữa nên anh không thể ra ngoài chơi mà phải ở trong nhà trọ tu luyện. Cuối cùng cũng đến ngày tuyển chọn, Ngô Bình đã đến điểm thi từ sáng sớm,
đó là quảng trường lớn bên ngoài Ngũ Đế Môn. Lúc này đã đông kín người ở đây, anh đến khá sớm mà đã thấy có 10 hàng dài rồi. Vì thế anh tìm một hàng có ít người hơn rồi xếp vào đó chờ đến lượt. Anh hỏi người đứng sau mình, này, phải chờ bao lâu thế? Người đó đáp, có tiền thì được chen hàng, không thì cứ chờ thôi. Ngô Bình, phải chen hàng à? Người kia chẹp miệng, anh không biết à? Nếu mặt trời lặn thì cuộc tuyển chọn sẽ kết thúc, đến lúc đó anh có tiền cũng không đăng ký được nữa. Ngô Bình, chúng ta đang đứng sau cả mấy trăm người, chắc vẫn đăng ký được nhỉ? Anh bị ngơ à? Người đó tỏ vẻ khinh bỉ, tôi đã bảo có tiền thì được chen hàng mà, anh cứ chờ đi mà xem, giờ chỉ có 300 người đứng trước chúng ta, nhưng lát nữa thôi sẽ thành 500 người đấy. Ngô Bình cau mày, sao lại làm ăn vô lý thế? Ở đây cứ có tiền là có lý. Ngô Bình, thế anh cũng định chen hàng à? Người đó thở dài nói, chen hàng mất nhiều tiền lắm, tôi cứ chờ thôi. Ngô Bình chờ khoảng 10 phút thì quả nhiên thấy có rất nhiều người ở phía sau chen lên trước mình. Anh vốn đứng thứ 300, nhưng giờ đã thành 400 rồi, mà càng chờ thì số người chen hàng càng tăng. Lúc này có một người đàn ông đi tới, tay người này cầm một cái túi đựng các quả cầu nhỏ có con số rồi nói có ai muốn chen hàng không. Đứng trong top 100 có giá 10.000 tiền tử tinh, đứng trong top 200 là 300 tiền tử tinh. Ngô Bình hỏi, top 10 thì sao? Người đó cười nói, 30.000 tiền tử tinh. Ngô Bình, cho tôi một số. Người đàn ông ấy một quả cầu ra đưa cho anh rồi nói, xin 3.000 nào. Bụp, Ngô Bình đấm vào mặt người đàn ông làm hắn ngã lăn quay rồi ngất xỉu. Mọi người xung quanh đều ngẩn ra không hiểu Ngô Bình đang làm gì. Anh cũng mặc kệ họ rồi bước thẳng đến vị trí trên cùng. Anh đang cầm quả cầu có ghi số 5 nên người đang xếp ở phía trước phải nhường chỗ cho anh ngay. Chờ những người khác phản ứng lại rồi muốn đi tìm Ngô Bình thì anh đã đăng ký xong rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 129.